lời cầu nguyện mở đầu buổi họp. Cầu xin các đấng chân sư cao cả ban ân lành che chở cho chúng con và giúp cho chúng con được thông minh sáng suốt, kiên tâm học đạo để mau đến đài minh triết riêng. Cầu xin ở khắp nơi những người có thiện chí gặp nhau trong tinh thần cộng tác học đạo để cùng nhau thúc đẩy sự tiến hóa chung. Cầu xin những quyền lực của ánh sáng ban sự giác ngộ đến cho tất cả nhân loại và tinh thần hòa bình ban giải khắp thế gian. Kính chào tất cả quý vị. Trước hết tôi xin giới thiệu một số người mới đến. Trước hết là chị Năm. Chị Năm là chị của anh Đức ở trên đạo viện. Có hai người ở hội thương với binh đến để thưởng thức biểu diễn tiếp của anh Nhật. Thứ nhất là cô Hà. Cô Hà đâu? Xin mời quý vị. Và thứ hai là anh Phương, hội thương với binh. Đó. Để ủng hộ tinh thần của anh Nhật. Hôm nay anh Nhật là thí tình viên. Rồi người thứ tư là anh Phương, chồng của chị Phương, mới đến lần đầu tiên. Phương ngồi đâu rồi? Đó, anh Phương rồi làm cái nón á. Người mới đến nữa là cô Thu. Xin mời cô Thu và con của cô Thu. Cô Thu là em của chị Chi. Chị Chi đem lại rất là quan ngân. Bây giờ chúng ta trước khi bắt đầu chúng ta nên để vài chút để lắng lòng tâm hồn qua thiền. Bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Hãy thư giãn. Giống như đóa hoa hướng về mặt trời, chúng ta hãy mở rộng tâm và trí hướng về tình thương, năng lực và sự hiện diện của các đấng cao cả, các vị chân sư minh triết và Đức Bồ Tát Từ Bi. Thank you.
tập trung tư tưởng vào sự tĩnh lặng. Nhận thức sự liên kết của chúng ta và hãy cùng nhau hợp nhất qua thánh ngữ ôm. Thưa quý vị, hội phong tự học có bao cuốn sách riêng mà tất cả những hội viên đều đọc đến là quyển Dưới Chân Thầy, Ánh Sáng Trên Đường Đạo và Tiếng Giao Thinh. Mà trong quyển Dưới Chân Thầy là cái quyển gọi là gối đầu nằm của những học viên phong tự học, tại vì nó là thực hành nhiều lắm, thực hành trong đời sống hàng ngày. Mà cái đức tính đầu tiên cái thực hành đó là sự phân biệt phải với trắng đen này kia. Thì hôm nay Quỳnh Dịch có nhã ý là nói cho chúng ta về tánh phân biệt, về sự quan trọng của nó. Xin mời Quỳnh Dịch lên sân khấu. Kính chào quý vị. Tôi hân hạnh được trình bày một sự về sự quan trọng về tính phân biệt. Tính phân biệt là cái tính mà đầu tiên trên con người mà mới vô nhập đạo, trên con đường đạo, thì cái tính này thì tôi nghĩ đó là cái quan trọng. Cái sự phân biệt thì nó có rải rác mang máng ở trong tất cả các sách phong thiền học, và cuốn sách đầu tiên là giải lý của giảng lý Dưới Chân Thầy quyển 1 thì hầu hết là quyển sách đó, gần hết cuốn sách mà nó mang máng tất cả cuốn sách tên thông thường học đều có cái sự phân biệt. Thì chúng tôi sẽ trình bày theo cái dàn bài sau đây. Thứ nhất là sự khác biệt giữa phân biệt và phân biệt. Thì mình phải sao phân biệt hai cái từ này thôi. Đúng ra không quan trọng lắm nhưng mà mình khái niệm cho nó khác biệt tí xíu. Phân biệt phải là bước đầu tiên bước vào đường đạo. Cái tại sao vậy? Tại vì hạnh phân biệt là kim chỉ nam của hành giả. Cái thứ hai là phải có để chúng ta phải biết làm gì. Tức là chúng ta những cái hoạt động hàng ngày chúng ta phải phân biệt lượt qua những cái gì mà quan trọng để làm. Đó là phải biết nên làm hàng ngày.
cái điều nữa, những cái điều mà thường xuyên còn phải phân biệt, tức là những cái công việc mà chúng ta gặp bất cứ một cái chuyện gì thì chúng ta cũng phải phân biệt, và theo kết luận là chúng rất là quan trọng trước khi bước vào đường đạo. Mà không có phân biệt, những người không phân biệt là không thể bước trên đường đạo được. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết là con người thật và con người giả. Tức là con người giả là gì? Là con người mà cứ hành động theo cái thể xác, theo thể vía, theo cái phàm ngã của mình thì nó không tốt. Mình phải biết cái chân ngã của mình, nó muốn gì thì đó mới là con người thật. Đây tôi trình bày thứ nhất là sự khác biệt giữa phân biệt và phân biệt. Bây giờ cái phân biệt là gì? Là phân biệt tức là mình chỉ biết là sự khác nhau thôi. Sự khác nhau tức là mình chỉ phân biệt cái đó, như trắng và đen, mình biết trắng và đen thôi. Và mình chỉ biết là cái cao, cái nào là chiều này đi cao, chiều này là xuống thấp. Rất là đơn giản, phân biệt thì người nào cũng phân biệt được hết. Mình ví dụ như mình ở trên một con đường thì mình biết bên trái bên phải, đó là phân biệt. Còn phân biệt thì nó cao hơn một mức, tức là phân biệt là nó gồm có phân biệt hồi nãy cộng thêm một phần nữa là phải biết minh trí. Minh triết trong đó là cái phần quan trọng, và sau nữa là mình phải chọn lựa. Nếu mà đi trên đường đạo thì cái phân biệt này là con đường bắt buộc nếu mà chúng ta đi trên đường đạo. Bây giờ mình phân biệt thế nào giữa tinh thần và thể xác, tức là trường tồn và một cái hủy diệt và một cái trường tồn, và sự khác nhau giữa chân ngã và cái phàm ngã, đây là quan trọng nhất. Bây giờ nói về cái từ phân biệt á, từ phân biệt thì tôi thì đọc sách ít, thành thử vấn đề mà cái từ á, mình không có rành trong vấn đề tôn giáo khác. Nhưng mà cái Vesaka là nó phát xuất cái danh từ này của bên Ấn Độ, chúng ta cái nghĩa là phân biệt, mà dịch của tiếng Anh, tiếng Mỹ là kiểu như là discrimination, thì tôi nghĩ rằng nó không được chuẩn lắm, có nghĩa là mới có giai đoạn đầu mà phân biệt mà thôi. Rồi. Bây giờ người Công giáo á, thì có danh từ là conversion, tức là conversion là trở về, tức là hồi đó là mình con người sống về cái trần tục, conversion là mình trở về con đường theo thiên ý, tức là theo cái con người mà theo cái trào lưu tiến hóa, theo con đường tiến hóa thì nó đúng hơn, tức là bắt đầu lúc đó là mới là con người thật sự, theo con người thật sự. Nhưng mà các Phật tử tôi gọi tính phân biệt là Manovara Vajana, cái danh từ dài mà tôi học hoài mà chưa thuộc, mới học thuộc bữa nay. Thì cái danh từ này là danh từ trong Phật giáo của Bắc Phạm, thì nó có nghĩa, có nhiều cái cuốn từ điển mà Bắc Phạm dịch cho tôi đấy, họ nghĩa dịch ra là sự mở của cái trí. Mà trong cái cuốn sách của Phật á, đây là cái mở của cái trí tuệ, một phần mà tự giác của Đức Phật. Mà cái này là quan trọng, là chỗ này Đức Phật thường nói là tất cả các tội lỗi của chúng sanh đều phát nguồn từ vô minh. Thì tính phân biệt này là gì? Là mở cái hé mở cái màn vô minh lên, thì bắt đầu từ đây thì con người mới trở nên là con người đưa vô đường đạo được. Đó là cái tính, cái hạnh phân biệt. Bây giờ một cái câu hỏi là tại sao phân biệt là cái quan trọng, là cái bước đầu tiên bước đường đạo? Tại vì không có phân biệt thì chúng ta sẽ đạt hướng
thì phân biện giống như là một kim nam châm, một mình đi rồi phải có đúng hướng. Thì cái hành phân biện đó là cái kim chỉ nam của hành giả. Bây giờ thí dụ mình phải biết cái nào mà giả, cái thật. Một câu hỏi đặt ra là thí dụ như mình có một đô la rồi mình đi mua một nắm tiền vàng bạc đi, thì câu hỏi đặt ra một đô la thật với cái là hai cái này là giá trị một đô la như nhau, nhưng mà cái nào thật cái nào giả? Một đô la là thật. Thường thường mình nghĩ rằng một đô la là cái tiền thật, cái này là tiền giả, nhưng mà đối với thông thiên học thì thật là gì, giả là gì? Cái nào mà giả trong cuộc đời, là một đời nó áp dụng trong một đời là giả, không phải là thật. Cũng như cái xác thân mình là không có thật, cái xác phàm không có thật. Như vậy là hai cái này đối với thông thiên học không có cái nào thật hết. Đó là cái tượng trưng của bên ngoài thôi, biểu lộ bên ngoài mà thôi. Bây giờ theo cái giảng lý với kinh thầy mà khoảng trang 175 á, thì có nhiều cái chữ giàu sang và quyền thế lâu bền hơn cái sự thật. Cái giàu sang và quyền thế thì mấy giờ hôm nay là mình thấy đọc trên những internet á, là cái ông Steve Jobs là ông của Apple, ông giàu lắm. Một năm ổng có không vô không biết mấy tỷ. Có nghĩa là trong lúc ổng nhậu, hồi xanh tiền ổng nhậu phố ổng lấy. Bây giờ income ổng vô không biết là bao nhiêu triệu mà ổng không biết nữa. Nhưng mà khi cuối cuộc đời ổng nói rằng tiền phải mua cái giường bệnh ổng mua không nổi. Không mua không nổi cái giường bệnh. Nhưng mà khi chết ổng mới nghĩ rằng thành công tài chánh. Ổng cũng là được kể là một trong những người thành công về tài chánh. Nhưng mà vô lý, vô giá. Chỉ có thành công trên các phương diện về tinh thần mới là sự thật, mới là trường tồn. Ông hối tiếc rằng tại sao mình làm được nhiều tiền mà mình không làm những cái công việc mà phụng sự cho nhân gian được. Bây giờ tôi nói tới, tôi đặt ví dụ như thường thường tất cả các tôn giáo lớn đều có nói bốn con đường để giải thoát. Thì trong giai đoạn tiến hóa của chúng ta là gì? Và đưa đến con đường giải thoát, chúng ta sẽ giải thoát. Nhưng mà con đường thứ nhất đó, là con đường theo Đức Thầy. Con đường thứ hai là mình đọc sách hoặc nghe những lời giáo huấn về vấn đề đó. Con đường thứ ba là tự mình suy tư sáng suốt, mình cố gắng liên tục hàng ngày. Và con đường chót là thực hành đức hạnh để trở thành người tốt, một người hiền, một người thật thà. Mà câu hỏi đặt ra tự mình phải đặt hỏi bây giờ con đường nào là con đường ngắn nhất, là con đường nào là con đường lâu nhất. Biết là bốn con đường này là con đường nào cũng sẽ đến giải thoát. Đây mình không cần phải hỏi mà mình đặt ra, mà tôi giải thích trước khi mình phân biện, mình suy nghĩ thế này. Ai cũng biết theo con đường của Đức Thầy để nghe trực tiếp những nghe những lời giảng huấn của Đức Thầy là con đường mau nhất. Mà mình suy nghĩ một chút xíu, đây là một con đường đại lộ. Ra freeway là đi không có stop được ở trên freeway này. Bây giờ mình tự nghĩ mình đang ở đâu trên freeway. Mình là con trên con đường hẻm đang đi quê, hay là mình còn đang ở nhà? Đôi khi bây giờ trong chúng ta đó, tôi nghĩ là mình còn đang ở nhà sắp cái hành trình trong cái gói để mà đi thôi, phải không? Thành thử rằng mình từ đây lên freeway, tôi nghĩ là không biết là bao xa, không biết cả ngàn năm hay là bao nhiêu, mình không biết chừng nào để mình lên theo Đức Thầy được. Mặc dù thấy con đường là con đường ngắn nhất, con đường mau nhất, mà mình từ đây để chuẩn bị lên đây đó là còn hơi lâu. Bây giờ tôi nói tới con đường thứ tư là thực hành đức hạnh, là đa số tôi tiếp xúc với nhiều người
gần như là mọi người á đều nói thôi mình muốn trở thành người tốt là được rồi, mình làm sao trau dồi đức hạnh là con người hiền, người lương thiện, người thật thà thì càng tốt, càng hiền là càng tốt. Nhưng mà trong sách nói là hiền mà tốt á thì mình qua một kiếp sau thì hiền sẽ hiền hơn, tốt sẽ tốt hơn 10 lần, 100 lần thì vẫn là người hiền, người tốt, tốt hơn thôi. Tại vì mình gieo ở kiếp này thì kiếp sau sẽ được nhiều hơn và tốt hơn thôi. Nhưng mà không có thể trở thành một người mở mang tuệ giác được. Thì trong sách có nói rằng con đường này có thể là con đường mà đi không biết bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu kiếp nữa mới được. Đây là con đường, trong bốn con đường có thể đây là con đường lâu nhất. Đó là con đường bình thường để mọi người đi thôi. Lý do là gì? Nếu mà chúng ta thành con người tốt thôi, là chỉ là con người tốt, là cái bước đầu tiên, điều kiện đầu tiên để bước vào đường đạo. Cái thực hành đức hạnh là rất là quan trọng, nhưng mà chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bây giờ trở lại là mình thấy rằng theo kinh Đức Thầy đó, mình không theo được. Nhưng mà mình phải đọc sách, mình nghe những lời giáo huấn về vấn đề đó trực tiếp. Thì cái đó là mình sẽ theo con đường của Đức Thầy. Tức là mình theo con đường cái mình đi, theo con đường hẻm mình đi, đó là đi con đường rất là đúng hướng. Và cũng xin nhắc lại là các sách mà của Thông Thiên Học á, thường thường là những bậc La Hán trở lên, những bậc kêu bằng tiến bộ cao hơn mình nhiều để viết ra những cuốn sách đó. Thì theo với cái trình độ của mình thì đây là con đường mà mình nên đi nhất, chọn đúng hướng. Bây giờ thường xuyên mình phải nhắc nhở hàng ngày công việc của mình là hàng ngày đó là các thể mình, và đừng có lầm lộn các thể là mình là của mình. Ví dụ thể xác ưa lầm lẫn lắm. Ví dụ duyên hỏi tại sao mình ưa quể quải, rồi cái mình muốn ngủ trễ rồi đó, thì mình hỏi lại cái đó là mình muốn hay là thể xác mình muốn. Thì tất cả những cái muốn của mình làm á, mình phải hỏi lại cái đó là thật sự là con người mình muốn hay là không, hay là các thể của mình. Thì trong các thể của mình đừng lầm lẫn cái thể xác hay là cái thể vía, hoặc giả là cái thể của hạ trí, là cái ba cái này ưa mạo nhận là mình đó. Mình tưởng lầm là mình, thật sự ba cái thể này là không phải. Mà lầm lẫn nhất á, mà dễ mạo nhận nhất là mình đó, là cái thể trí. Nói đúng hơn là cái thể hạ trí đó, là ưa mạo nhận mình nhất. Thường thường á, cái này là cái nguyên văn của trong cuốn dưới kinh thầy á, nhưng con, tức là thầy nói đó, nhưng con phải biết rõ chúng nó và biết rằng con là chủ của nó, tức là mình chủ của nó là mình phải điều khiển nó chứ không phải để nó điều khiển mình. Bây giờ để kết luận bài này thì đối với Thông Thiên Học thì mình không có thể giải quyết trong vấn đề một kiếp mà là nhiều kiếp luân hồi. Thì cái chân ngã của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn, mình mới làm chủ được các thể hồi nãy mình vừa nói đó, thể xác, thể trí, thể vía, thì tất cả đó qua nhiều kiếp thì mình mới được. Và con người phạm ngã đó là cái con người bình thường của mình. Mình làm sao là mình sẽ trở thành chân ngã, sẽ là điều khiển cái chân ngã của mình. Thì mục đích trong cái cuộc tiến hóa của mình là gì? Mình hợp nhất từ phàm ngã đến chân ngã. Đó là cái con đường mà mình phải đi. Mà vấn đề mà phân biện á, người ta nhìn thấy cái phân biện, người ta biết cái trình độ tiến hóa của mình. Thí dụ như những người mà còn giả mang, những người còn sơ khai, bán khai, thì những người con người đó không biết phân biệt là gì hết.
thì bắt đầu con người văn minh mình mới bắt đầu mới tiến bộ hơn, thì phân biệt mới biết. Nhưng mà phân biệt càng cao lên thì trong giai đoạn mình thì mình biết phân biệt giữa chân ngã và phạm ngã. Lên tới bậc La Hán, tức là điểm đạo lần thứ tư, thì vẫn còn mình là nghĩ rằng mình chân ngã là đúng. Nhưng mà qua cái cấp trên nữa thì họ nó còn phân biệt hay không? Thì trong đọc nhiều sách đó, lên tới bậc thứ năm, người ta vẫn nghĩ, có nhiều người tưởng chân ngã là hết rồi. Thì mấy các vị đó thì đôi khi hành động theo cái chân ngã, nhưng mà theo cái level những người đó đó là chân ngã là thường là phải hợp nhất với chân thần thì mới là cái tiến hóa của giai đoạn của người đó. Rồi, xin hết, tôi xin chào đón những câu hỏi. Cảm ơn thầy. Bài giảng của anh rất là đơn giản và rất là rõ ràng. Sau đây mình đến phần thảo luận. Thì có một số câu hỏi từ xa gửi đến. Và những câu hỏi ở đây, nếu quý vị nào có thắc mắc gì về phân biệt, xin đưa ra. Và trước hết là đây là những câu hỏi từ xa gửi đến. Mời Đại Trang đọc câu hỏi số 1 từ xa gửi đến. Dạ. Muốn phân biệt chính xác nhất, con người phải có sự rung động tâm thức ở thế nào? Ở thể nào? Ở thể nào, dạ. Xin lỗi. Anh mời thiếu trình viên trả lời. Xin lỗi. Bây giờ tôi cũng có thể trình bày sơ về cái con người của mình cho mấy người mà mới tới đó. Thì con người, người mình thông y học phân biệt ra nhiều cái thể, chứ như thể xác, thể vía và thể trí. Thì những cái thể đó là cái thể hủy diệt, từ cái thể thượng trí trở lên gọi là trường tồn. Thì hỏi sự rung động nào là chính xác nhất? Thực sự chính xác nhất là cũng tùy theo cái level của cái người đó thôi. Theo người đó, theo như ở trong một cái tình trạng bước vào đường đạo, thì chỉ cần ở cái thượng trí mà mình rung động một cách tổng quát là ở một cái thể càng cao thì cái sự chính xác càng chính xác hơn. Chứ ở level mình là chỉ cần thượng trí là đủ rồi. Nhưng mà thượng trí thường thường nó liên quan đến vấn đề mà thể trực giác, thể bồ đề. Thì thường thường mình dùng cái trực giác, cái thể bồ đề thì nó hướng dẫn qua cái thượng trí, thì cái thể đó rung động đối với mình là chính xác nhất. Có ai bổ túc cho câu trả lời? Cái câu hỏi là như kính giải thích là có nhiều cái thể trong con người, rồi nhất là thể trí, mà thể trí nó chia làm hai phần. Cái hạ trí là cái trí cụ thể và thượng trí là cái trí trừu tượng. Rồi trên cái thể đó còn có thể bồ đề, niết bàn, ý chí này kia đó. Thì câu hỏi là muốn phân biệt chính xác thì phải dùng cái thể nào? Anh Nhật Kinh nói là có trả lời. Anh Nhật Kinh nói là thể thượng trí, không? Là bình thường là dùng thể thượng trí là chính xác, thân thể hạ trí. Dạ, mời chị. Bây giờ anh có thể cho vài thí ví dụ về phân biệt trong trường hợp nào và thế nào là chính xác, thế nào là không chính xác. Thì một cách tổng quát thôi, cái này tổng quát thôi. Nếu mà muốn chính xác á, thì cái thể càng cao thì càng chính xác. Đó là một cách tổng quát, không cần phải thí dụ nữa. Tại vì thứ mình muốn nói rằng bây giờ thí dụ như tùy theo cái trường hợp mình phân biệt về cái gì. Ví dụ hồi nãy đó một đồng bạc, một đồng với hai cái này, bây giờ tôi thí dụ, bây giờ cái nào mà chính xác cho tôi cho chị thí dụ. Bây giờ ví dụ như là mình đánh giá một người chẳng hạn, người ta làm một cái hành động gì xong rồi mình nghĩ rằng người ta làm như thế vì lý do như thế, nhưng mà mình đánh giá sai lầm. Tại vì mình nhiều khi mình suy bụng ta ra bụng người, hoặc là mình đeo một mắt kính đen, mình nhìn người ta, mình nghĩ là người ta có ý xấu. Thì mình phân biệt được, nếu mình có trực giác tốt thì mình sẽ biết đúng cái ý của người ta.
thay vì mình nhìn người ta bằng cặp mắt hồng hay là cặp mắt đen. Nếu mà đứa trẻ con thì nó cho là tốt, còn cái người bi quan thì cho là xấu. Yeah, rất là đúng, tại vì cái nào cũng phải tùy theo cái level, tùy theo cái lăng kính của mình, đứng trên cái lăng kính của cái màu nào mình nhìn theo cái đó. Anh thử mỗi một trường hợp, tôi nghĩ là mỗi khác nhau. Anh thử mà tất cả mình đây trong trường hợp đó, có mỗi câu là mình nhìn, đừng nhìn bề ngoài. Bề ngoài là cái những cái mà không có đúng sự thật. Nếu mà mình mà có được cái tâm thức ở thể Bồ Đề thì mình nhìn được thấu rõ tâm can của người khác. Vì vậy mà phân biệt á, cái đầu tiên phân biệt mà mình muốn đúng á, mình phải minh triết thiêng liêng. Nó gồm có minh triết thiêng liêng. Mà không có minh triết thiêng liêng thì không có thể, chỉ phân biệt mà thôi, chứ chưa có đưa tới vấn đề mà phân biệt. Và khi mình muốn bước lên đường đạo, mình phải chọn lựa. Mà cái đó là cái bước lên đường đạo, một cái level hơi cao hơn một chút xíu. Đó là cái danh từ mà mình phải định nghĩa phân biệt rõ ràng như vậy. Chỉ phải biết về minh triết thiêng liêng đầu tiên. À, cảm ơn anh Nhật với chị Phấn cho ý kiến. À, bây giờ là có ý kiến khác không? Có rảnh bao nhiêu? Thì cái trí mình á, nó chia làm hai phần. Thật ra thì có một cái trí thôi, nhưng mà nó phân ra nó làm hai phần. Thứ nhất là thượng trí. Thượng trí là cái trí mà ở cảnh thượng giới, thượng trí. Còn thứ hai là cái trí cảm dục, tức là cái trí mà gọi mình thường gọi là hạ trí đó. Mà hạ trí nó xuống cõi trung giới, nó thường nó kết hợp với cái thể vía. Nó chia ra, nó thành cái gọi là trí cảm dục. Hay là cái trí mà nó phân biệt đó, cái trí cụ thể, nó phân biệt. Thì trong sách đó, cái này trong sách nói thôi ha, thì ở trên trí công dục á, thì nó là cái trí phân biệt mà nó thu nhận cảm giác và góp nhặt nhận thức tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ sự việc, đó là trí phân biệt. Nhưng mà lên đến cái trí ở trên đó là thượng trí đó, là nó có dùng bên đây là cái nguyên lý, bên đây là cái vỏ hay là cái thể, là tiếng Phạn gọi là kosa hay là sít là cái vỏ. Thì cái vỏ để thượng trí dùng đó là nhân thể, mà nhân thể nó thuộc về chân ngã rồi. Nó thường thường nó liên hệ với Bồ Đề, để Bồ Đề. Thành ra nó, cái trí đó, nó là tổng quát, nó sắp xếp và phân biệt lý luận và giải quyết bằng cái ý tưởng thuần túy thôi, nó không có tỉ mỉ. Thì còn có một tên nữa là cái thể phân biệt. Vậy rõ ràng là cái trí, thượng trí mới là phân biệt chính xác, còn cái hạ trí không có chính xác. Như chị Phấn nói đó, là cái hạ trí nó dễ bị cái thành kiến, nó chi phối lắm. Mình nhìn một người nào mình có thành kiến với người đó rồi thì không bao giờ mà mình phân biệt đúng sai được. Mình có thành kiến người đó là xấu hay là người đó là cái gì đó thì chắc chắn là mình không phân biệt được đâu. Nhưng mà cái thượng trí nó bỏ qua được cái đó. Thành ra đến giai đoạn thượng trí mới có phân biệt được. Nhưng mà thượng trí thường thường như bữa hổm tôi Phúc có email rồi Văn cũng có trả lời đó. Trả lời trong email thì nói là cái trí, cái thượng trí đó nó liên hệ với Bồ Đề. Cái tia sáng Bồ Đề nó xuống thì khi đó mình phân biệt chính xác. Bây giờ đừng có bổ túc cái sơ đồ này đó, nhắc lên mấy người mới á, thì ở dưới mình có cá thể, có cái cõi, ở dưới mình là cõi trần, rồi tới cái trung giới, thì hết cái này nó gọi là cõi thể trí á, là cái thượng giới. Thì thượng giới nó chia làm hai phần, một cái hạ giới và cái hạ trí và cái thượng trí. Thì từ ở cái lần này là hạ trí trở xuống á, là cái thể bị hủy diệt, tất cả đều là hủy diệt, là không có gì gọi là đúng hết. Và cái thứ hai mà mình thường là cái thượng trí mới là bắt đầu cái trường tồn, đó là cái chân ngã bất thồng xuống tới đây là cái hạnh chốt nhất của cái chân ngã. Thì cái thể thượng trí này nè, nó liên hệ với cái thể Bồ Đề. Bồ Đề nó thồng xuống tới đây. Cảm ơn nhiều. Thì có ai bổ túc cho câu trả lời? Tôi có. Dạ. Hôm qua tôi có học cũng là dưới chân thầy. Nhưng mà có một cái đoạn nó thuộc về cái cuối của cuốn sách này, nhưng mà nó hay lắm, thành ra tôi muốn mang tới đây. Thì ở trong sách, ông Lý Peter có nói rằng là trong cái thể hạ trí với thể vía của mình
nó có nhiều cơn chốt xoáy đó, thì nó giống như là mấy cái một cốc á, nó làm cho mình nhìn nó không có rõ nữa, mọi chuyện nó nhìn không có rõ, thành ra mình phải trừ khử những cái chốt xoáy ở trong đó. Ví dụ như những cái thành kiến của mình, những cái mê tín dị đoan của mình, hay là những cái tình cảm yêu ghét của mình, nó là những cái đó nó cố định ở trong đó và nó làm cho cái mắt của mình nó không có nhìn rõ. Đúng rồi. Thì trong sách đó cũng có nói rằng vấn đề mê tín nó có tai hại, và mà khó rất trừ cái mê tín dị đoan, lên tới cái điểm đạo lần thứ nhất đó, qua đập đàm thứ nhất mới hết vấn đề mê tín. Tức là ở trong Phật giáo là tu đầu vẫn còn mê tín như thế. Thì muốn trừ đối với mình mê tín hay là dùng cái thành kiến đó, tôi nghĩ rằng vẫn còn trong mình chứ không phải khó bỏ. Thì muốn trừ khử đó là mình phải dẹp cái đó sang bên, mình đừng có thành kiến. Ví dụ như mình tôn giáo của mình là hay, tôn giáo người ta là dở, những cái đó là những cái sai lầm. Thì mình phải thiền định càng nhiều càng tốt để mình dẹp bớt những cái đó đi và mình nhìn vào cái sự thật. Đó là câu hỏi thứ nhất của người xa gửi đến ở đây, có tại chỗ đây có người nào có câu hỏi. À, mời chị Vân. Dạ, thưa anh em Kiệt, nói về mê tín dị đoan đó, thì tôi xin hỏi rằng là người thông thiên học phải có thái độ như thế nào nếu mà người thân của mình thực hành mê tín dị đoan? Mời anh Nhật trả lời. Người thân của mình thực hành mê tín dị đoan, thí dụ như thực hành về cái gì mới được? Tại sao mình biết cái đó là cái mê tín dị đoan, người thân của mình thực hành? Hay là thí dụ như người thân chết rồi người nhà cứ mua tiền giả của anh đó rồi đốt và nhiều quá, đốt hoài như vậy là mình có gì hỏi là cũng sao giải hạn mà. Bây giờ đầu tiên đối với người sống đây thì tôi nghĩ rằng họ có lợi, họ an ủi về tinh thần. Ví dụ như họ nghĩ rằng cái đó là tốt cho họ thì họ an ủi cái tinh thần, họ tôi cúng vái cái đó là kể như là mình an tâm cho họ. Thì cái đó, nhưng mà mình phải đợi một cái dịp nào đó mình phải giải thích về minh triết thiên liên một chút xíu để hiểu biết về có lợi và cái hại. Cái đó là không có thực tế. Thứ nhất là nói về người chết thì mình phải biết rằng người chết đang làm gì, đang ở đâu, bây giờ chết bao lâu, thì có cảnh nào và những cái hành động của mình thế nào đó, mình giải thích tường tận cho thân nhân mình biết. Nhưng mà đầu tiên những thân nhân mà mình làm công việc đó mà mình phản đối liền là giải không được. Thì mình phải biết rằng cái đó là cái tâm lý của người đó, mình phải an ủi cho họ. Tôi nói một cái thí dụ thông thường đó, là người ta cúng bốn thất loài tuần ở chùa đó, thì thầy nói rằng là xới cơm ra chén đi, gắp đồ ăn vào, rồi mời vong về ăn, xong rồi chờ vong ăn xong nó tàn tuần hương đó, thì gắp nước ra chén, mời vong uống nước. Thế nhưng mà như vậy đó, nếu mà mình nói ra đó, mình phản đối đó, thì người ta sẽ bảo mình bất hiếu. Đúng rồi. Bất hiếu thiệt. Bây giờ thí dụ như mình học về thông tuệ học, mình biết rằng sau khi chết á, còn ăn được không, uống được không? Chắc chắn là không rồi. Mà mình họ người mà cúng bái đó, người thân á, thì người vợ nói người chồng đi, ăn đi uống đi, thì họ nghĩ rằng đầu tiên là an ủi cái người sống đó chứ. Đó, người sống cũng quan trọng lắm. Còn người chết đâu có biết, thì mình sẽ giải thích sao về cái minh trí thiên liêng, mà phải giải thích trong một cái dịp nào mà để cho họ cái tâm trí họ mở ra mới được. Chứ khó nói trong lúc đó. Cảm ơn nhiều. Anh giải thích là mình cứ để thực hành như vậy đi, mình cứ yên, mình đừng cứ nói liền lúc đó sẽ đụng chạm nhiều lắm. Rồi sau đó mình giải thích lần lần theo minh trí thiên liêng. Mời chị Thuấn. Có một cái chuyện này nó hơi buồn cười. Ngày xưa đó tôi có ông anh họ, ông ấy qua đời, xong rồi ít lâu sau, chừng 1-2 tuần sau, cái bà chị tôi bài nằm mơ thì ông về, thì thấy ông ấy ông chết với ho lao. Thế lúc ông về thì trông ông rất là khỏe mạnh, mà ông lại nói rằng là em cứ cúng cho anh, cái em cứ nói chị cúng cho anh cái tiền mà in màu vàng, xong rồi có những tiền đồng tiền màu đỏ bên trên ấy, ở dưới này tiêu cái tiền đó. Thế thì bà chị tôi bài lại lặp lại như vậy. Thì tôi không biết rằng là cái chuyện đó là chị thực sự chị thấy linh hồn của ông anh họ hay là thế nào, nhưng mà chị thấy là ông nói như vậy.
Thành ra bây giờ ngay cả những cái chuyện cúng tiền này nọ không quan trọng, mình cứ để cho người ta làm theo thói quen đi. Thành ra mình cũng không nắm vững, mình cũng không đi quay cõi chung giới để mình nhìn thấy cái bên đó nó như thế nào, thì mình đừng có vội áp đặt. Nghĩa là mình cứ để như vậy thì tại vì cũng không có hại gì bao nhiêu, cốt tiền chứ đúng thôi. Còn cái mê tín dị đoan mà kinh khủng nhất đó là bên Nepal mà cứ 5 năm một lần mà họ giết thú đó. Họ giết cả 300.000 con thú, trong số đó có 5.000 con trâu đó, thì cái đó đúng là quá là ác độc. Thì bây giờ là tôi cũng nghe tin rất may là người ta ngưng cái tục lệ giết thú đó. Cái đó là cái mê tín dị đoan mà phải bỏ. Nếu không có ý kiến câu hỏi này, xin mời đại ca đọc hỏi số 2. Dạ. Những người sao nữa tới. Dựa vào nền tảng đạo đức hay giáo lý nào thì sự phân biệt tốt nhất? Tại sao? Giáo lý minh triết thiên liêng, thuyết vô thận hay thuyết Darwin, vân vân. Bây giờ mà nói về phân biệt thì nếu mà đứng cứ vô thần mình loại ra đi, thuyết vô thần là bỏ rồi, không có thể áp dụng vấn đề này nữa. Thứ hai là cái thuyết Darwin là cái thuyết tiến bộ về cái vật thể, về cái hình thể bên ngoài, thì đó là cái theo thời gian sự tiến bộ tự nhiên của cái vật thể, cái hình thể bên ngoài, thì không có thể phân biệt theo cái minh triết thiên liêng. Mà phân biệt đây là phân biệt để chọn con đường đúng, được phải, con đường tinh thần. Mà con đường tinh thần là hoàn toàn khác với cái thuyết Darwin. Như vậy là những đó là mình dựa theo thuyết tiến hóa của minh triết thiên liêng, chứ không phải dựa vào thuyết tiến hóa của Darwin. À, quý vị nào có ý kiến bổ túc cho câu trả lời? Dạ, nhà chị. Dạ, tôi có ý kiến bổ túc thôi. Dạ. Là nếu mình so sánh ở bên đạo Phật đó, thì cái con đường để đi tới giác ngộ đó, thì theo Phật chủ trương nói rằng mình phải theo bát chánh đạo, tức là 8 con đường. Mà cái phân biệt này đó, tôi thấy nó là cái điều thứ nhất của bát chánh đạo, tức là chánh kiến, tức là mình thấy việc gì nó đúng với việc nấy, chứ mình đừng có thêm cái ngã của mình đó, tức là cái ý kiến của mình là cái người đó là thế nào, cái ông này người Bắc thành ra ổng như vậy, bà này người Trung, bà kia người Nam thành ra phải như vậy, thí dụ như vậy. Thì mình nhìn sự việc như là sự việc nó là, chứ đừng có thêm cái gì của mình vô, cái ý kiến riêng của mình vô, đó là phân biệt. Dạ, tôi có bao nhiêu đó thôi. Dạ. Có ai bổ túc cho câu trả lời? Con theo con đó, đối với cái sự hiểu biết còn rất ỏi của con đó, thì con nghĩ rằng cái phân biệt đó, tốt nhất nữa là mình cũng nên để ý những cảm giác, những tư tưởng của mình nhiều hơn. Là mình đi để ý cảm giác, tư tưởng của người khác. Tại vì chính mình nhiều khi mình còn chưa hiểu được hết mình thay đổi như thế nào, mình nghĩ ra làm sao. Thành ra nếu mà mình lấy cái suy nghĩ giống như cô vừa mới nói rất là đúng ạ. Mình lấy cái ngã của mình để mình đi phân biệt người khác, rồi mình kết luận hay là mình phân tách thì nó khó chính xác. Dạ. Mình label cho người ta. Dạ. Mà thông thường thì đa số những người thấp như con thì cứ hay để ý những cái cảm giác của người khác hơn là đi để ý cảm giác của mình. Mình nên đánh giá mình trước. Dạ, mình phải để ý mình khó khăn với mình mà mình dễ với người khác. Dạ, ý con thôi. Có ai bổ túc không? Vậy là đủ trả lời câu hỏi đó rồi ha. Thì bây giờ đến ở đây có câu hỏi nào? Mời chị. Dạ. Nhiều tới cái người mà thông tin học á, ví dụ như có nên thực hành những cái quyền mở những quyền năng á để mà mục đích giúp đời có hiệu quả. Bây giờ đầu tiên mình nói rằng cái vấn đề mà mục đích á, muốn giúp đời thì cái đó là điều rất là tốt. Nếu mà mình muốn cái nào mà cho riêng cá nhân mình mà không có lợi cho người khác là điều đó mình không nên. Còn mình muốn cái gì đó với mục đích mà cuối cùng là phụng sự cái nhân loại, phụng sự cho nhiều người, là tất cả cái đó là tốt. Đó là có ai bổ túc cho câu trả lời cái câu hỏi là bây giờ mình muốn thực hành mở những quyền năng tâm linh. Bây giờ tôi thí dụ như ông Liber
ông muốn mở cái huệ nhãn ổng thì đầu tiên là gì? Ông muốn mở cái quyền năng ổng để phục vụ nhân loại. Tất cả những cái hình ảnh, những cái gì ông viết sách ông ra là ông làm được là gì? Để phục vụ cho nhân loại. Thì đó là cái điều tốt. Thì cái điều mà mở cái quyền năng là cái điều đó, điều tốt thôi. Chứ còn nhiều người thông thi học, nếu mà tôi muốn mở huệ nhãn để tôi thấy chơi chơi hoặc giả là để làm một cái việc có riêng cho mình, ích lợi riêng cho mình, ích kỷ, thì đó điều trái với thông thi học. Thông thi học không có chấp nhận một cái gì gọi là ích kỷ hết. Ích kỷ là con một con đường đi xuống. Có ai giúp ông Nhật bộ giam mọi gì? Tại vì tôi đọc ở trong tiếng Vũ Thinh thì có hai loại quyền năng, một loại là bậc thấp và một loại bậc cao. Bậc thấp đó là những cái quyền năng để mở những cái quyền năng tâm linh về phàm ngã, tức là mình có thể nhìn thấy những cái cảnh ở cõi vía này nọ thì mình không nên. Tại vì mình nhìn thấy những cái cảnh đó thì nó rất là nhiều khi gặp những cái nhân vật rất là ghê rợn. Còn nếu mà mở cái quyền năng tâm linh bậc cao, tức là mở trực giác đó, thì nên, tức là mình mở được cái tâm thuộc về mình mở được cái thuộc về thể bồ đề với lại thể thượng trí đó, thì cái đó nếu mình mở được thì rất là tốt. Tại vì khi mình mở được thể bồ đề là mình giống như hòa nhập vào người khác, mình hiểu được tâm trạng của người ta và mình sẽ giúp ích được người ta. Lần trước đó, câu hỏi như lần trước đó anh Mai cũng có trả lời rồi, là nếu mà bây giờ đó muốn mở phong nhãn để mà xem bói xem tương toán gì đó là kiếm lời kiếm tiền riêng cho mình đó thì không có nên, cũng là kiếm lợi ích riêng cho mình thì không nên. Còn nếu mà dùng cái quyền năng đó để làm một cái việc gì có ích cho mọi người thì đi được. Chứ còn nếu mà chỉ ham mở quyền năng thôi để mà lo là ích cho mình đó, thì cái đó là thông thiên học không có bao giờ khuyến khích cái đó. Thì trả lời cho chị Mai đó, ví dụ như người thông thiên học bình thường mình nếu mà muốn mở quyền năng, ví dụ như thần nhãn hay là những cái quyền năng khác mà mình chưa có cái tâm mình chưa có cái bằng nó cao để mà phụng sự đi thì nó có hại hơn là có lợi. Nếu mà giống như tôi bây giờ, nếu mà tôi nhìn thấu những cái cõi trung giới thì đôi khi tôi nghĩ tôi là chân sư, tôi có thể cái tánh kiêu căng của tôi nổi lên, tôi nghĩ rằng tôi sẽ khác người khác này nọ, thì cái đó là rất có hại. Thì cái vấn đề này trả lời chung á là mình phải bỏ tất cả những cái selfish, những cái ích kỷ của mình trước, rồi khi đó làm gì thì làm, cái ích kỷ là nó phải bỏ trước. Mà thật ra đối với người không nên học á, người ở trong hội á, tôi nghĩ là không nên thích mở. Mình cứ tập, mình tập tánh tình mình thanh lọc tất cả những cái thể của mình, cho thanh lọc cho hoàn toàn trong sáng đi. Không có tham lam ích kỷ, không có ham muốn nhỏ nhen nữa. Và cái trí của mình cũng dần dần trong sáng là dần. Thì khi mà cần thiết á, thì sẽ được mở thôi. Ví dụ ông Limiter ông mở, không phải là ông muốn mở đâu. Mình đọc trong cuốn Cõi Trung Giới đó. Ông mở là tại vì chân sư thấy cần thiết đến dạy mở thôi. Do họ không phải là muốn mở, mình cũng vậy. Mình cứ thực hành những cái tánh tình tốt ở trong dưới chân thầy cho hoàn hảo đi, rồi một ngày nào đó sẽ không cần mong muốn mở. Ở đây còn câu hỏi nào khác không? Dạ. Câu hỏi. Người học đạo nên chọn làm công việc tầm thường nhỏ nhặt nhưng hữu ích cho sự truyền bá minh triết thiêng liêng, hay phải đợi có việc lớn như cứu trợ thiên tai bão lụt mới làm? Người trên thân học hả? Dạ, người học đạo chọn làm công việc tầm thường hay là nhưng hữu ích cho truyền bá minh triết thiêng liêng, hay phải đợi có việc lớn như cứu trợ thiên tai bão lụt mới làm? Tôi muốn đợi mà công việc lớn làm mà đợi biết chừng nào. Thành thử ra vấn đề mà trước mắt thì công việc bình thường, thí dụ như mình dắt cái ghế ngồi cho một người mà cần ghế ngồi thì đó công việc tư, đó là cũng là phụng sự rồi. Mình nghĩ công việc phụng sự là công việc cao cả, là công việc mà mình định nghĩa chung á, là mình phục vụ cho người khác, vô vị lợi, không có lợi gì cho mình, rất là tầm thường, đó là phụng sự rồi.
mình không cần phải việc lớn. Thì như là cứu quốc hay là cứu thiên tai, những cái chuyện lớn á, thì để cho những người lớn làm. Mình chỉ làm trong tầm tay cái bình thường của mình thôi. Đó là ý kiến của tôi. Có ai bổ túc cho câu trả lời? Hôm nay cũng khá nhiều. À, mời chị Phúc. Tôi thấy ở đây tôi rất là tán thán hai người, đó là anh Hiệp với là anh Nhật. Tại vì anh Hiệp thì suốt ngày dịch sách, còn anh Nhật thì in rất là nhiều tài liệu cho mọi người đọc. Thì cái đó là những cái công việc phụ sự mình chết thêm liền rất là tốt. Thật ra ở đây nói là công việc hàng ngày, nghĩa là không phải là in sách hay là dịch sách, đúng là công việc. Ví dụ như anh Nhật có nên cho đóng sách gì nhỏ nhỏ vậy, rồi mời chị Kim đóng sách là dùng, cũng là một công việc phụ sự, hay là ship lại thì cũng là một việc phụ sự rồi, không cần đợi công việc lớn. Câu hỏi này là không cần đợi công việc lớn. Tán thán chị Kim là công việc lớn. Nhưng mà theo như chị Phấn nói đó, thì tôi nghĩ là đấy là công việc lớn chứ không phải công việc lớn. Việc lớn. Còn bây giờ cái công việc nhỏ đó là trước khi mà chúng ta họp thế này đó, thì anh Hiệp phải lau bàn, lau ghế, lau nhà cửa và sắp ghế. Tán thán quý vị mang đồ ăn đến. Tất cả những cái gì mà có lợi cho việc truyền bá Minh Triết Thiên Liêng, ví dụ bây giờ một người bạn chẳng hạn mời rủ một người bạn khác đi, ví dụ chị mời một người bạn khác để mà tiếp thu được những cái vấn đề ở trong Minh Triết Thiên Liêng để mà sống hàng ngày, đó là cũng là công việc cuộc sống. Thành ra mình không nên đợi những cái gì lớn, mình ngồi một chỗ rồi mình đợi cái gì lớn rồi mình mới làm. Thì câu hỏi này là gì? Đúng rồi, đợi biết bao giờ. Thấy cây nghiêm thì rồi mà mời được nhiều người khác, tiểu bang khác muốn chặt bàn á, tôi rất là kinh phục. Bữa nay tôi cố gắng, tôi mời những người mà quen biết mà thường thường ở trong hội thương phối binh đó tôi mời. Mà bữa nay là ba bốn hội, bữa nay hiện giờ là hội cảnh sát quốc gia đang họp, rồi tới gì nhà kỹ thuật, rồi liên hội tập chiến sĩ, rồi liên trường thì mời. Mà mấy người đã tới đây thật là quý quá, cảm ơn quý vị. Giờ... từ đây tôi không có mời nữa. Bây giờ mời đại Trang gặp câu hỏi kế tiếp. Vào lúc thức, sinh hoạt trong thể xác, và vào lúc ngủ, sinh hoạt trong thể vía, lúc nào phân biệt đúng hơn, xin giải thích. Ngủ với thức. Bây giờ thế này, mình thức á, thì mình còn có ý thức được, mình biết phân biệt được. Bây mình ngủ mình sao mình biết? Đặt câu hỏi như vậy. Nhưng mà nếu mà câu hỏi nói rằng nếu mà mình phân biệt được trong lúc ngủ và lúc thức cái nào đúng hơn, thì nãy tôi có cánh một cách tổng quát đó, thì cái thể càng cao thì nó càng đúng hơn. Nhưng mà mình ngủ mình có phân biệt được hay không, đó cái chuyện mà mình ngủ rồi mình quên mất, thức dậy mình quên mất, đó là chuyện mà mình chưa có thể làm được. Nếu mà cố gắng làm được là mình phân biệt trong lúc mình thức, thì trong lúc mình thức mình quen rồi đó, thì sẽ ngủ mình sẽ giống như cái mình thức. Vấn đề mà đúng hơn thì ngủ sẽ đúng hơn, nhưng mà chọn mà thực hành tốt nhất là trong lúc mình thích. Cảm ơn nhiều. Có ai có... có câu hỏi. Dạ. Có người cho rằng tu hành là làm lành, lánh dữ là đủ, không cần học hỏi kinh sách cho mất thì giờ. Như thế có đúng không? Cái này là câu hỏi khác nữa. Nhưng mà câu hỏi hồi nãy đọc ra đó có ai bổ túc không? Bổ túc trả lời không? À, mời chị Vân. Dạ. Dạ. Vào lúc thức sinh hoạt trong thể xác, và vào lúc ngủ sinh hoạt trong thể vía, lúc nào phân biệt đúng hơn, xin giải thích. Là như tôi đó, thì tôi thấy là lúc ngủ đó là tôi chỉ có mơ lộn xộn, tôi không có phân biệt được gì hết, thì nhìn trình độ của tôi là còn kém quá. Nhưng mà theo như là cái ví dụ mà chị Phấn vừa kể đó, là cái ông đó về ông nói là đốt tiền cho ông ấy đó, thì tôi nghĩ là sang cõi trung giới đó, như kỳ trước đại Trang có nói, cõi trung giới nó có nhiều cảnh đó, và tùy theo cái linh hồn nó ở cảnh nào thì có cái nhu cầu ở đó. Ví dụ như chúng ta chết đó, thì chắc là chúng ta không đòi đốt tiền thôi. Thế nhưng mà có những người, người ta ở cái cảnh như chúng ta đọc trong hành trình một linh hồn đó, thì có những người ở cái cảnh mà còn thích xây nhà, còn thích nấu ăn,
còn thích làm các công việc như là trên trần thế. Cho nên tùy theo cái trình độ của cái người đó mà cái nhu cầu của người đó lúc chết như thế nào. Nhưng mà nếu mà thân nhân đó mà thầy mộng thấy người chết của mình về mà nói là cần tiền hay là cần ăn uống hay cần gì đó thì thân nhân sẽ rất là tin. Nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình biết phân biệt theo nghe người nói, mình phải biết phân biệt để mình biết là điều đó có đúng hay không. Câu hỏi chính xác là khi thức và khi ngủ thì khi nào phân biệt chính xác hơn? À, khi thức thì phân biệt được cái tâm thức, thì mình chưa đúng ở cái trình độ mà mình có thể là bỏ được cái xác thân đi để mà mình phân biệt. Đấy là nói với người bình thường, còn cao hơn thì tôi không biết. Thì câu trả lời của anh Nhật với chị Dân cũng giống nhau, là khi thức á, mình tỉnh thức thì mình phân biệt chính xác hơn, phải không? Không ai nói về chính xác á, thì có một cái tổng quát là các thể, các cõi mà càng cao thì càng chính xác hơn. Nếu mà mình ngủ mà mình phân biệt được hơn được á, thì ở trong lúc ngủ phân biệt sẽ chính xác hơn. Nhưng mà đối với mình thì khi ngủ á, mình có phân biệt được hay là không, đó là một câu thực tế nhất. Thành thử vấn đề mình đang thức mà mình phân biệt được để tập cái thói quen, mà trong lúc ngủ mình để duy trì được cái tâm thức đó thì tốt. Tôi nghĩ là những người đệ tử đó thì họ có cái khả năng là khi mà họ ngủ thì họ không có mê mẩn như mình mà nằm mơ tùng lung tà la giống như mình. Thành ra họ rất là tỉnh thức. Thành ra họ đi sang cõi trung giới một cách thoải mái và họ hoạt động ở bên đó rất thoải mái. Thành ra tôi cũng hy vọng là mình tu tập thế nào để mình tỉnh thức được như vậy trong cõi trung giới. Thì câu hỏi này nếu trả lời phải chia ra là nhiều trường hợp, nhiều cái trình độ. Trình độ thứ nhất là những người mà chưa phát triển đó, những người thí dụ như những người ở dân bán khai này kia đó, thì cái thể vía của họ, cái tình cảm của họ đó rất là lu mờ, rất là không có organize, tổ chức. Thành ra khi ngủ họ giống như ở trong cái cảnh mơ màng vậy đó, và cái linh hồn không có diễn tả được ở trong cái thể tình giới, trong cái thể tình cảm hay là thể vía. Nhưng mà tiến lên một bậc giống như người thường như mình vậy nè, thể vía đã phát triển rồi, tức là giống nhân thứ tư của chúng ta hay là giống nhân thứ năm chẳng hạn, thể vía phát triển khá rồi, thì khi ngủ đó mình thoát được cái khỏi cái thể xác. Thì chính là khi ngủ đó mình giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Nếu mà cái thể vía của mình đã phát triển hoàn toàn rồi. Tại vì bây giờ lấy ví dụ như một người đó làm toán chẳng hạn, cũng như hồi xưa tôi làm toán có nhiều bài toán khó, tôi làm hoài không được. Nhưng mà tôi để đó, tôi ngủ cái buổi sáng thì tôi làm được liền. Có thể là mình tiếp tục hoạt động cái thể của mình đó, tiếp tục hoạt động trong cái thể tình cảm của mình thì nó giải quyết được. Rồi đến một cấp nữa là những người tiến quá cao, như hồi nãy cho tướng nói là những đệ tử chẳng hạn, thì khi ngủ họ thoát được ra khỏi xác thân, thì chính lúc đó họ hoạt động nhiều hơn, họ có những cái tư tưởng, cái thể trí của họ dùng thể vía nó chính xác hơn, tại vì nó không có bị bao bọc bởi một lớp khác là thể xác và thể tâm. Tôi trả lời là như vậy. Thì nhắc lại cái đề tài hôm nay là phân biệt á, thì mở đầu tôi có nói là cái dân tộc mà dã man tiến tới là bán khai sơ khai thì họ không biết phân biệt gì đó, với trình độ họ chưa có phân biệt. Và đối với con người văn minh hiện bây giờ, nếu mà nói rằng một phần nửa của dân loại bây giờ biết phân biệt đó, ông là chưa chắc nữa. Thì chỉ những người có một cái tâm, một cái tu đạo, một cái tâm mà muốn tiến bộ đó, thiếu như người Phật tử muốn vén cái màn vô minh lên thì họ mới bắt đầu có cái phân biệt. Thành thử vì vậy mà Đức Phật có nhắc lại hoài là tất cả những cái công việc mà tội lỗi của chúng sinh đều phát minh từ phát nguồn từ vô minh. Mà phân biệt này là vén cái màn vô minh lên để sống con người thật sự, con người phàm ngã mình bỏ qua đi. Nếu mà mình sống con người phàm ngã, sách có nói rằng mất thì giờ mà thôi. Đó. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ rằng có một câu hỏi thế này: người đó làm phước, người đó xây chùa, người đó giúp người nghèo, bệnh tật, những người mà handicap rồi đó,
có được giải thoát hay không? Người xây chùa lập miếu nhiều, đi chùa nhiều có được giải thoát hay không? Thì trong sách cũng có nói là ông vua Lương Võ Đế, trong sách gọi là Đức Vua đó, tại vì cuộc đời vua ông là ông đạo đức lắm, người ta gọi là Đức Vua, ông rất là hiền thục, chỗ nào là ông cũng xây chùa để lập miếu, xuất quỷ để mà lập chùa lập miếu. Có một hôm là Đức Lạc La Ma ở Ấn Độ về, thì ông Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma thì ông mới hỏi rằng tôi làm dân đức như vậy, tôi xây chùa, tôi làm phước như vậy đó, thì tôi có được giải thoát không? Thì ông Bồ Đề Lạt Ma ông lắc đầu, ông nói no. Lý do là tại sao ông nói ông làm phước này là phước lậu phước, ông hưởng được lậu phước thôi, ông cho tiền thì sao ông được tiền thôi, cho còn mà giải thoát là vấn đề mà tinh thần lại là khác. Mà theo mà suy đoán đó, ông mà ông làm như vậy đó, mà ông hỏi là tôi được cái gì không, có nghĩa là ông muốn được cái gì, ông làm phước đó là ông muốn được cái gì rồi. Thành thử rằng cái đó là một cái trao đổi thôi, chứ không phải là bị vô vị lợi nữa đó. Thành thử cuộc đời của ông vua đó là gì, ông làm giàu, ông bố thí, nhưng mà ông chết đói, tại vì khi hãm thành đó không có cho đồ ăn tiếp tế gì thì ông chết, ông chết đói. Cảm ơn Nhật. Anh Nhật có nói ông Bồ Đề Đạt Ma hình như có học tiếng Anh không? Ông nói đâu? Ông nói tiếng Ấn Độ là ông nói đâu? Câu hỏi này trực gián tiếp trả lời câu hỏi của chị Loan hồi nãy hỏi. Chị đọc lại câu hỏi đi. Có người cho rằng tu hành là làm lành, lánh giữ là đủ, không cần phải học hỏi kinh sách cho mất thì giờ. Câu hỏi anh có đúng hay không? Đó, hồi nãy mới vô mình chọn bốn con đường á. Con đường thứ tư là cái con đường tạo thành người tốt là được rồi. Mình làm sao là người hiền được rồi, người thật thà được rồi. Thì mình con đường đó là con đường trao dồi đức hạnh, trở thành người tốt. Nếu mà mình theo con đường đó thì kiếp sau mình được gì? Được con người tốt hơn. Thì kiếp này mình làm cái gì đó, kiếp sau mình được hưởng cái đó thôi. Thì dầu cho người đó tốt cách mấy cũng không phải là con người mở được tuệ giác của Đức Phật. Con người đó chưa được là phân biệt nữa, còn đứng ở ngoài. Cái bước đầu tiên là cái hạnh đầu tiên mà cái hạnh rất là cần thiết, nhưng mà cái đó là chưa đủ. Đó, thì tôi trả lời như vậy. Tức là khi mà mình biết làm lành đến giữ không đó, thì mình không có thể mở cái trí được. Phải mở cái trí nữa bằng cách là học hỏi mình biết được liền, học hỏi sách vở này kia. Mở cái trí nhất là cái mình thiền để mở thượng trí, thiền phân biệt mới được như nãy nói. Thì đó, như thế có đúng không? Thật ra đúng nhưng mà thiếu. Đúng vậy. Thì nói đúng. Căn bản đó. Chị thức. Vâng, tôi nghĩ là bốn cái con đường mà anh đưa ra đó là mình nên đi song song nếu có thể được. Nhưng mà đương nhiên cái con đường đầu tiên là khó lắm, tại vì mình sao mà đi theo chân thầy thì cái đó phải được thầy nhận làm đệ tử thì cũng khó. Bốn con đường nó không phải trong thông tin học đâu, mà tất cả các tôn giáo lớn đều nói như vậy. Thí dụ như mình đang nói là đi theo chân Đức Thầy để nghe lời trực tiếp của Đức Thầy, thì Đức Phật đi, thì những đệ tử của Đức Phật bây giờ cũng như là bậc La Hán rồi, đã thành những người đó là những người trên freeway rồi. Còn mình nghĩ rằng bây giờ chị đang ở đâu, còn lục tục ở trong nhà chứ chưa có ra ngoài hẻm. Bây giờ mình nghĩ rằng mình có hành trang chuẩn bị để mà ra bước ra khỏi cửa là khá lắm rồi. Tôi nhưng cũng mà điều đó mình không biết. Xin góp ý thêm về cái chữ phân biệt đó, tại vì mình phân biệt thì nó phải có đối tượng, thì nó đi với những cái đối tượng mà trong sách Trần Thầy có nói đó, tức là mình phải phân biệt giữa lành và dữ, và cái lành tốt là lành ít hoặc là tốt ít hoặc là tốt nhiều. Thành ra ví dụ như Đức Thầy cũng có nói rằng là mình làm việc tốt như là cung cấp tiền bạc, nhà cửa hay là đồ ăn thức uống thì cũng rất là tốt, nhưng mà mình cung cấp cái thực phẩm với tinh thần thì còn tốt hơn nữa. Đúng. Thì cái phân biệt á, thì thường thường những người thường thì phân biệt những điều không quan trọng và điều quan trọng. Trong thiền học thì chọn hơn một cái quan trọng và quan trọng hơn. Thì trong cuộc đời Đức Phật đó có cái ông
mẫu chuyên môn bố thí thì làm trai đàn, ổng là tu nhiều kiếp rồi, thì trong lúc mà ổng bố thí thì ổng nghe tin rằng Đức Phật sẽ tới giảng giải gần đó thôi, thì ổng vẫn tiếp tục đây, nhưng mà ổng nói cho người nhà làm đó, thì ổng đi nghe lời giảng của Đức Phật, thì ổng biết chọn con đường nào là con đường quan trọng hơn, thì ổng nghĩ rằng nghe lời Đức Phật quan trọng hơn, thì ổng bỏ cái này, ổng không có dự mà ổng đi nghe Đức Phật, thì chỉ nghe lời Đức Phật thì ổng ngộ ra những cái gì mà ổng chỉ ngộ ra, không biết hàng trăm hàng ngàn người nghe, nhưng mà ổng ngộ có nghe lên được tu đầu rồi. Nghĩa là thiếu một cái, tại vì Đức Phật có nói rằng không có một con đường là giải thoát bằng con đường tân tiến, đó là tân gì đó, hiểu biết đó, là tân tinh tiến, đó tinh tiến đó. Thì những cái lời sau cùng của Đức Phật vẫn nói rằng con đường tân tiến đó là con đường đưa đến giải thoát. Nếu không có câu mời đại trang là câu hỏi kế tiếp ở sai vậy đó. Một linh hồn đang chuẩn bị bước vào đường đạo sẽ thấy có hai con đường lựa chọn: con đường của niềm tin và con đường tự lực ý chí. Nếu sử dụng tính phân biệt thì nên chọn con đường nào? Mời anh Nhật trả lời. Bây giờ cái nhiều khi cái câu hỏi nó là mà giữa hai con đường, là một con đường niềm tin và con đường dùng ý chí. Bây giờ mình chưa có để mà phân biệt, có nghĩa là người này chưa phân biệt, thì cái niềm tin đó có đúng không? Thì mình phải đặt ra là niềm tin đó là niềm tin theo cái đạo nào, theo đạo Hồi giáo, thọ tin như vậy là có đúng không? Hoặc giả là bây giờ niềm tin đó của người đó thì chưa chắc là đúng. Bây giờ cái ý chí, cái phần ý chí là con người đó phải suy nghĩ cho cái thiên nhiên của đạo con người mình đó, dùng cái lý trí rồi phân biệt ra thì cái sai cái trái mình suy gẫm ra, thì tôi nghĩ rằng cái đó là dùng cái ý chí của bên trực giác thì nhiều khi nó đúng hơn. Có ai trả lời tiếp cho Nhật thêm? Câu hỏi này đưa ra hai con đường, niềm tin và tự lực. Nhưng thật ra thì có rất nhiều con đường chứ không phải là hai con đường. Đúng rồi. Có rất nhiều, mỗi người là một con đường. Nhưng mà ở trong cái mình tiếp theo Liên có nói nhiều con đường về yoga đó, thì ở đây quý vị sẽ thấy cái hình có chân ngã và phạm ngã. Chân ngã là cái tam giác phía trên này, còn có thể ác ma tức là ý chí, thể bồ đề tức là trực giác, và thể thượng trí ở cõi thượng thiên, và ở dưới này là phàm ngã. Phàm ngã tức là cái hạ trí ở cõi hạ thiên, và cái trí cái hay là cái tình cảm ở cõi trung giới, và cái dưới là cõi trần. Và chúng ta thấy có một đường ngang từ đây chạy qua đây, thấy cái đường đó rõ ràng, thì chúng ta thấy là cái này là đường ngang này là cái tượng trưng cho một cái tấm kiến hay là một cái nước chẳng hạn, một cái nước mà ở trên nó đổ xuống, thì cái phản ảnh xuống từ trên xuống dưới đó, thì ở cõi niết bàn á là cái thể chí đó nó là phản ảnh xuống ở dưới cõi trần. Thành ra cõi trần nó liên lệ thật là có cõi niết bàn, tức là cái chân ngã, cái xác thân của mình đó, hành động của mình đó là liên lạc với cái thể ác ma là ý chí, và cái tình cảm của mình đó là ở cõi trung giới đó, hay là thể vía đó, nó liên lạc với cái bồ đề đó. Và cái hạ tí ở cõi hạ thiên đó như là thượng thiên, hai cái mình như là với nhau lúc này. Thì ba con đường chính đó mà người ta thường nói đó, nhiều con đường lắm, nhưng mà ba con đường chính mà người ta thường nói đó là con đường của ý chí, hay là từ cõi trần này, tức là con đường karma yoga, tức là hành động. Karma yoga hành động tức là mình hành động mà không có cái ích kỷ nào hướng về mình hết, hành động mà vị tha hoàn toàn, vì người hoàn toàn, hay là vì cái sự lợi của sự tiến hóa hoàn toàn, không có chuyện như mình, thì cái hành động đó sẽ được phản ảnh lên cái cõi đầu, cái cõi trên đó là cái cõi niết bàn, tức là cõi ý chí niết bàn. Còn con đường thứ hai đó là con đường trung giới, hay là con đường của thể vía, hay là thể tình cảm đó, tức là mở cái niềm tin, cái tình cảm của mình mở ra
thì cái đó gọi là Bhakti Yoga, tức là cái yoga cái là cái về sùng kính, yoga sùng kính thì nó liên hệ với cội Bồ Đề, liên hệ bên trên cội Bồ Đề. Và ở dưới này là phàm ngã, ở trên là chân ngã, thì thiên là Bồ Đề, tức là mình được cái chân ngã rồi. Còn con đường thứ ba là con đường ở cội hạ trí, ở cội hạ thiên, nó liên hệ trực tiếp với cội thượng thiên, tức là cái thượng trí, từ cái hạ trí lên thượng trí. Thì có đó là con đường gì? Mở trí đó, minh triết. Minh triết, tức là Nana Yoga. Đó, ba cái yoga thường á. Nhưng mà ở trong thông tin học có nhất là trong quyển The Boy of Silence á. Chủ trương là mình giống như chị Phương nói, thực hành cả ba. Tức là Raja Yoga, tức là yoga chúa tể, hay là yoga vương giả. Thành ra cái học của mình đó phải thực hiện tất cả ba cái loại này, chứ không phải là một. Một không đủ. Thành ra như chị Tuấn nói là đúng, mình kết hợp tất cả nên mình thực hành. Ngoài cái những cái yoga này mà tôi nói ở đây, còn có những yoga khác như là Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga chẳng hạn, đó là phụ thôi. Còn ba cái yoga chính đó mình phải thực hành. Thì đó là nhiều con đường lắm. Câu hỏi này hơi có dễ hơi ấy, hạn hẹp ở trong cái niềm tin và tự lực ý chí thôi. Nhưng mà sự thật có nhiều con đường. Quý vị nào có câu hỏi nào hay là có ý kiến nào về cái đoạn này nữa không? Tôi có biết về cái hình này nó rất là hay, thành ra tôi muốn nói thêm một chút xíu. Ví dụ như là cái hồi nãy anh nói là cái karma yoga đó là nó đi với lại cả hai cái đầu đó, tức là cõi trần và niết bàn. Thì niết bàn là cái gọi là nghị lực của mình á, nghị lực với lại những cái ý chí của mình, thì nó đi với cái cõi trần. Thành ra những người mình thấy những người mà khỏe mạnh, nó bắp thịt nhiều đó, ý chí họ mạnh lắm. Thành ra họ có thể làm những việc xã hội rất là, từ vì họ có sức khỏe và họ có ý chí mạnh, họ có thể làm được những cái sự thay đổi tốt đẹp trong cái cõi trần, và có thể trở thành những vị lãnh tụ chẳng hạn để làm việc tốt. Còn cái trung giới với Bồ Đề đi với nhau đó, tức là giống như là đạo Thiên Chúa, thì cứ sùng tín tối ngày là cầu Chúa thì cũng rất là tốt, từ vì họ đặt cái tâm thức của họ lên để mà họ tới được với cái vị mà họ yêu mến là Đức Chúa với Đức Mẹ. Thì như thế thì cái lòng họ càng ngày càng trong sạch lên. Còn cái thông tin học của mình thì phần nhiều thuộc về cái gọi là đó, thể trí, hạ trí với thượng trí. Mình nghiên cứu thật nhiều kinh sách và mình cũng để những cái sự rung động của mình để mà mình tưởng tượng như là mình nói chuyện hàng ngày với lại những cái vị mà cao cả như vậy đó. Thì mình cũng đặt tâm thức của mình, và có cái cuốn sách gọi là từ From Intellect to Intuition, tức là từ lý trí cho đến trực giác. Đó, thành ra cái đó là cái thứ ba, tức là cái đó đi vào Raja Yoga. Cảm ơn chị. Như vậy là trả lời câu hỏi này rồi. Bây giờ ở đây còn câu hỏi nào ở tại chỗ không? Nếu không còn câu hỏi tại chỗ, còn câu hỏi cuối ở xa gửi đến, mời về Trang đọc. Dạ. Gần đây có phong trào tìm xương cốt người đã chết từ lâu, đem về chôn lại. Theo Minh Triết Thiên Liên thì việc này có ích lợi cho người chết không? Bây giờ một người chết đã lâu, mà bây giờ thân nhân đi tìm cái xác chết đó, rồi như đào mộ khúc mã rồi cho đem về cải táng, phải không? Thì có ích lợi gì cho người chết? Bây giờ trước khi nói ích lợi cho người chết, mình nói ích lợi cho người sống thì là an ủi về tâm lý. Còn người chết có ích lợi cho người chết không? Thì tùy theo cái xác chết là bao lâu nữa. Ví dụ nếu mà chết 1-2 ngày thì rất là có hại. Mà chết mà lâu quá, tôi thí dụ như đã gọi là đi đầu thai rồi mà cái xác đó không biết mà chôn về thì đâu có ảnh hưởng gì tới người chết. Cho tôi góp ý về cái câu hỏi này, từ vì tôi cũng đọc rất nhiều của Phan Thị Bích Hằng, thành ra tôi cũng biết một chút ít về cái vấn đề này. Thì theo tôi thấy đó là Phan Thị Bích Hằng á, là bà ấy, hay là những người khác, những người mà gọi là những nhà ngoại cảm đó, họ đi tìm xác chết đó, thì họ nói chuyện trực tiếp với cái linh hồn của cái người chết đó, và cái linh hồn người chết đó mách cho họ biết chỗ chính xác để mà đi đào.
và đào về đó thì thử DNA với lại thân nhân đó, thì có chính xác đúng như vậy thì người ta mới công nhận. Và cô ấy đã thành công đào được rất nhiều, cả mấy ngàn bộ xương như vậy. Thì tôi nghĩ là cái điều đó là tốt, tự vì an ủi được cả gia đình và an ủi được cả cái linh hồn đó. Tự vì mình không nghĩ rằng là những linh hồn đó họ đã siêu thoát hoặc là họ đã lên những cõi khác cao hơn. Tại vì theo thuyết lý thông niên học đó, thì khi một người chết có thể mình sẽ sống mấy chục năm ở cõi trung giới, chứ không phải là mình một bước mình nhảy vọt lên những cõi cao được. Thành ra có nhiều linh hồn đó họ cứ luẩn quẩn ở bên cái xác của họ, chứ họ không có đi về nhà và họ không có, từ vì họ cứ nghĩ là họ phải ở đó họ chăm lo cho cái xác. Thành ra nếu mà mang họ về đó là họ đi về theo và họ được gặp thân nhân, và cái đó là một cái điều rất là tốt. Thời trang hồi nãy có đó cũng dạ không có quý vị nào có ý kiến khác không? Mời chị. Tôi xin có ý kiến là bổ túc với chị là cái điều này rất là đúng. Tại vì chính tôi có nghe một vị thầy, mà một vị thầy này là một vị thầy cơ bản tu hành là có sự chứng đắc đó. Người ta nói rằng kể cả các ông hòa thượng xây chùa cũng có thể lẫn quẩn cái chùa. Cái đó là do cái ý thức của mình. Nếu mình xây cái chùa đó mà cái ông đó dù cho tu cao nhưng mà còn cái sự bám víu, bám vào cái chùa này của tôi thì cũng sẽ ở đó mấy chục năm luôn, chứ không riêng gì là cái người không tu. Là em bổ túc rất là đúng. Có người cứ ở đó hoài, ở đó cũng, hoài. Cũng như là nhà tu, chính chuyện nhà tu là bà cố, là bà chết xong rồi mà lúc bà chết là lúc đó chưa có sanh đâu. Mà khi tôi 15 tuổi rồi mà bà vẫn ở trong cái phòng đó. Cũng như cái phòng của bà mà tôi nằm hay là người trong nhà nằm thì không sao, mà người lạ vô nằm là thấy bà đuổi ra. Rõ ràng mà rất là nhiều người bị nhiều lắm, cái đó có thật. Dạ, mà chết cũng mấy chục năm rồi mà không có chịu đi. Cứ ở trong cái phòng của mình. Dạ. Rồi cuối cùng gia đình tôi phải hốt cốt của bà lên đó. Thì mới hết thoát. Dạ, chứ không là cứ ở hoài đó vậy đó. Là không có đi. Dạ, là như tôi xin thì... bổ túc cái gì đó. Dạ. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là cái sự thiêu xác là không tốt, cái là cái xác chết là thiêu thành tro đi, không có cái gì bỏ ra biển, không có bám víu. Thành thử kết luận cái câu này nó chôn rồi mình móc rồi chôn lại thì tôi nghĩ là không có một cái lợi nào cho cái linh hồn người chết đó. Có thể đem về thiêu thì nó có lợi cho cái linh hồn đó. Dạ. Chị Vân có cái gì thế? Dạ, thưa tôi cũng đồng ý với lại chị Phấn với lại chị Thanh là những cái linh hồn đó là những cái linh hồn không siêu thoát, cho nên họ lẩn quẩn hoài và họ không có trên giới lâu. Còn với những linh hồn bình thường đó, cái ông bà mình có cái tục là ngũ đại bay thành chục, tức là qua năm đời là không có cúng lễ gì hết. Đến đời thứ năm là con cháu không có cúng tế gì hết rồi, thì đời thứ năm là coi như các cụ đi đầu thai chỗ khác rồi. Cho nên anh Việt mới nói rằng thì là những người đã đi đầu thai cõi khác đó thì không còn ích lợi gì nữa, là cái đó cũng đúng. Nghĩa là chúng ta phải xét hai mặt của vấn đề. Những linh hồn không siêu thoát đó thì mình còn hoài, còn những linh hồn mà đã đi đầu thai đó thì không có ích lợi gì hết. Câu hỏi này rất là hấp dẫn, có ai thêm ý kiến gì không? Thì bây giờ hồi nãy chị Thứng nói về cô Phan Tích Thành đó. Thì một thật ra thì tìm cũng không có phải 100% là đúng đâu, 90% chẳng hạn, còn những người khác tìm thì có thể 50-60% thôi, có thể là không có đúng. Tại vì có những yếu tố khác xen vào nữa, yếu tố như tinh linh nó phá chẳng hạn, như Nhật từng nói, tinh linh nó phá, nó cho mình thấy vậy nhưng mà không phải vậy, thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà bây giờ mình thấy có ích lợi hay không, thì mình nói đối với người sống thì có ích lợi. Giống như là, nhất là phong trào Việt Nam bây giờ tìm mộ những liệt sĩ là gì? Là những người của Việt Cộng cho vô đánh người lấy miền Nam á, rồi chết, thường thường là tìm mộ những người đó. Thì thật ra đó thì tôi cũng có người quen, người bà con, có ông già chết ở Công Lôn, ông Sơn gì đó. Rồi tới giải phóng vô thì ra đào mộ mà không biết là những cái mộ hay không, cứ đào lại lấy mấy cái xương diễn biết, đem về định cho hội đồng quận tỉnh gì đó. Rồi được giấy khen là liệt sĩ, gia đình liệt sĩ thì được một số lợi lộc, thì cái đó là có lợi thật sự rồi. Là cho người sống, có lợi cho người sống, nghĩa là, nhưng mà không biết là mấy người bà con nó lấy về, tôi cũng không biết là đúng hay không, mấy cái xương, cái mảnh xương thôi.
thì không biết là được mỗi. Nếu muốn thử DNA thì vẫn thử được. Được, nhưng mà lúc đó thì không có, là mới vô, về cộng mới vô khoảng một năm. Lâu thì cái lợi của họ đó là cái có được cái tiền bạc này kia do Ủy ban Nhân dân phường cung cấp con số tiền bạc sửa nhà thì đó có lợi rõ ràng. Thì bây giờ mình nói có lợi hay không, thật ra theo Minh Tiến Thiên Liên đó thì chết rồi thì không nên để cho cái người chết đó đeo níu vào thể xác như hồi nãy vừa quý vị đã nói, không nên để cho nó kêu đi là tốt nhất. Nhưng mà nếu làm được như vậy đó thì có lợi cho người sống nhiều hơn. Còn người chết đó, nếu mình đem về mình cải táng ra như Nhật nói là mình thiêu đốt đi để cho người chết rời bỏ cái cõi này lên cõi khác thì tốt nhất. Mà đối với Minh Triết Liên Liên á, cái quan trọng nhất là mình sao mình nếu mình thấy được, giống như cô Hằng chẳng hạn, cô thấy được người chết, nói chuyện được người chết đó, thì khuyên người chết nên bỏ tất cả đi để lên thì nó tốt hơn mà đem xác thì chết rồi về chung rồi. Khuyên mỏ đâu nghe. Không nghe. Thì chị Thấm có gửi cho tôi một cái YouTube nói về cái cô Hằng á, thì tôi trích một đoạn có một phút rưỡi thôi, tôi chiếu lên để mình thấy là cô Bích Hằng cũng đã thực nghiệm được cái đó. Và cô bây giờ cô nói cô không còn khả năng để thấy nữa, để nói chuyện nữa. Nhưng mà sự thật có thể là cô nói như vậy thôi, chứ cô không muốn làm chuyện đó nữa, mà cô làm chuyện khác, khuyên người ta nên bỏ cái cõi trần này, đừng có bám víu vào những cái thế gian này, những cái thân nhân ở thế gian này nữa, mà phải lên cõi trên đi, bỏ hết để lên cõi trên, như vậy mới đúng hơn. Đây là cái một đoạn nhỏ của cái video đó mà tôi được chị Thúng gửi, là tôi trích ra. Cái thời gian nó không đủ, và tôi hướng đến một cái điểm cao cả hơn, tức là thay vì bất chấp trước đây tôi đã đào cả một cái bệnh xá ở Thanh Ba Phú Thọ cúng phải ông giám đốc luôn để tôi lấy một cái hài cốt nằm ở dưới đầu giường của ông ấy, hay là tôi đào cả trường học, thậm chí trường Trương Vương nằm giữa thủ đô Hà Nội tôi cũng đào lên để tôi lấy hài cốt đấy. Và bất chấp bẫy lợn rừng hay là bẫy gì đi đó học có mèn còn sót, nhưng tôi vẫn đạp băng băng đi qua để tôi lấy hài cốt, bởi vì tôi nghĩ lấy hài cốt đấy là cái đích cuối cùng mà tôi muốn. Và như vậy có nghĩa là một cái đỉnh cao của mục đích công việc mà tôi đạt được. Thế nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng chúng ta có đỉnh cao hơn, chúng ta có mục đích cao cả hơn, đó là vấn đề làm sao cho các cái linh hồn ấy họ được thoát, siêu thoát khỏi cái cõi giới này, và họ được thanh thản ở một cái cảnh giới khác tươi sáng hơn, và họ không phải buồn vui, không phải hỉ nộ ái ố theo những người còn sống, chứ không có họ cứ theo chúng ta, người trần vui họ cũng vui, người ta buồn họ cũng buồn. Tức là những cái sự hỉ nộ ái ố của cuộc sống trần tục này là họ đều phải trải qua đúng như chúng ta vậy. Như vậy thì cái chết của họ nặng nề quá. Và chúng tôi mong muốn rằng chúng ta hãy cố gắng để giúp cho những người thân của chúng ta, những người đã chết lâu rồi, và rồi sau này chính bản thân chúng ta ai cũng sẽ có một lần chết. Đấy, để chúng ta tìm được một cái sự thanh thản nhất. Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều được an lành trong cõi tâm linh của mỗi người. Đó là tôi trích ra một điểm nhỏ cái cuối cùng của chị Hướng chị gửi như tiếp. Thì mình thấy rằng đó, lúc trước đó, thì cái đỉnh cao của cổ, cái mục đích chính của cổ á, mà đem xương cốt về để mà chôn lại người kia, cho người nhà họ yên tâm. Nhưng mà cổ bây giờ có thấy cái đỉnh cao đó không có chưa cao lắm nhiều. Thì bây giờ cổ có cái đỉnh cao khác là làm sao tiếp xúc được người chết mà giúp cho người đó từ bỏ được thế gian này, từ bỏ được cái lên cõi trời chân phúc. Đó, thì mình thấy là chính cổ cũng nói như vậy, tiếng cổ với những người tìm mộ cũng nói như vậy. Thành ra cái đỉnh cao của đó không phải là cái sự giữ cho thân xác đó, hay là tìm kiếm thân xác đó là thờ phượng. Thành ra mình để ý như vậy, nhất là Minh Triết Thiên Liên dạy là khi chết rồi đó, mình làm sao cho mình, cho thân nhân mình từ bỏ được cái cõi dưới thấp càng sớm càng tốt. Như vậy ở đây còn câu hỏi nào? Dạ, mình có cái bổ túc thêm là mình nói là chết rồi mình thiêu xác là tốt nhất, nhưng mà em có nghe một cái đứa cháu chồng á, nó kể lại là bên gia đình chồng nó có một bà nội hay gì đó chết rồi cái thiêu xác rồi cái để vô chùa, người ta để mấy cốt chung ở trong chùa để tụng kinh vậy. Thì nó nói một thời gian không biết bao lâu mà bà về bà cứ cho đứa con thấy
nói là sao mà mấy bay để tao đâu mà tối tối tâm là gì, tao không có đi được cái gì gì. Cái chừng mà vô hỏi thầy á, thì thầy mới dẫn vô vô chỗ cái nhà mà để mấy hài cốt, thì tối tối thui rồi để mấy cái hũ á là đóng cửa. Thành ra bây giờ mấy gia đình mới thỉnh ra rồi mới đi rải đi ra ấy, thì lúc đó bả mới không về, bả mộng. Thành ra không biết cái đó, mình cũng nói là đốt rồi mà họ cũng còn đi theo, thành ra mình nên ấy rải ra hết đi. Đốt rồi cho là nói đó. Cái này của tôi thế chứ dạ, mà không biết sao mà để trong đó là mấy người nhà không biết, tưởng là ủa sao bà này nói là tối. Chừng lại vô chùa thì vô vô cái phòng mới thấy là đóng cửa lại tối hụ. Mời về Trang. Thưa cô, theo như Trang biết á, theo cái sự suy nghĩ của Trang thôi, chứ phải là biết không đúng, dùng chữ biết là không đúng. Dạ, và cái đó nó còn có một ý nghĩa khác nữa. Có nghĩa là lâu nay người nhà không có để ý tới cụ, có nghĩa không có hiếu, không, mình phải nói thẳng là như vậy. Thành ra cái đó là một cái hiện tượng mà nhắc nhở cái người còn sống phải biết hiếu nghĩa. Tại vì nếu mà mình không biết những cái lễ nghĩa bình thường nhất đối với các bậc sinh thành hay là ông bà cha mẹ tổ tiên dòng họ đó, thì coi như mình cũng không tiến hóa được trên đường đạo, kể cả đường đời. Mà đường đời không tiến được thì làm sao có thể tiến được trên đường đạo. Dạ, thành ra đó là một cái sự nhắc nhở thôi, chứ chắc cụ cũng không có cần phải cái kia đâu. Đúng rồi. Dạ. Rồi, mời anh. Thì tôi nghe mấy cái này thì tôi đi đến kết luận là gì? Sau khi chết, cái linh hồn nó vẫn có tình cảm như là lúc còn sống. Và bây giờ mình nói tới cái chuyện siêu thoát đó. Thì làm sao mà họ siêu thoát được? Họ sẽ đi sau khi mà qua một thời gian, họ sẽ đi go to where họ belong to. Làm sao mình nói là họ sẽ siêu thoát tới cõi trời chân phúc, à, thượng giới. Họ sẽ belong, họ sẽ go to where they belong. Đúng. Thành ra lúc mình sống mà không tu, lúc mình chết mình cũng sẽ lòng mới coi thấp. Làm sao mà cầu xin cho họ siêu thoát được? Thì để trả lời anh là thì anh đọc những cái cổ như cõi trung giới hay là cõi trời chân phượng, cõi thượng giới, rồi những cái quyển như là luân hồi chẳng hạn, thì anh sẽ hiểu rõ cái đó nhiều hơn. Mời anh Nhật. Tôi có cái ý là để tôi góp ý về cái câu của chị Hạnh đó, là người đã chết rồi đem vô chùa mà người nhà nằm mơ thấy. Thì tôi nghĩ là nằm mơ thấy chưa chắc đã linh hồn đó, chỉ thấy linh hồn thật, mà chỉ có vấn đề tâm lý là mình nghĩ tới hay gì đó, thì cái mơ thấy đó là cái chuyện mà mơ về tâm lý thôi. Nói là tại sao mày chết rồi mà linh hồn nó còn ở trong tối này đó. Tôi nghĩ đó là vấn đề tâm lý chứ không phải linh hồn thật. Bây giờ đầu tiên mình nghĩ là thế này, mình nếu mà mình biết á, thì một cái người chết mà khi thiêu xác thì kể như là không còn cái thể phách đi hết đó rồi. Bây còn thể vía, thì thể vía là tùy theo anh nãy nói đó, thì tùy anh Đoan á, tùy theo hồi mình sống như thế nào, quan trọng nhất là cái cuộc đời mà trời sống để mình mau siêu thoát hay là gì đó, là hồi mình sống, chuẩn bị hồi mình còn sống rồi. Chứ còn lúc đó mày nhốt tao ở trong này nọ, tao thấy tối, là cái chuyện đó là từ chuyện cái tâm lý của người mơ thôi, chứ không phải sự thật. Phải nhốt ở trong cái xương đó là tối thôi, không tôi nghĩ không phải vậy. Tại mai muốn chui vào đó thôi. Tôi cũng nghe một cái câu chuyện như thế này, tức là con cháu thì ở bên này, xong rồi thiêu bà mẹ mang về gửi về, nhưng mà lại gửi về trong một cái hộp rất là mắc tiền, đâu $500 hay gì đó, thì là để ở đó thì là có thể trộm nó lấy mất, xong rồi nó quăng xương của bái đi đâu không biết, bái về bái báo mộng. Bái báo mộng thì không biết là ai kể cho tôi nghe câu chuyện đó này, tức là lại báo mộng cho con cái thì nó không nghe được, mới nói với lại một cái bà bạn bái mới đến, bái mách mấy đứa con, bái bảo là bà đó cứ về bảo tôi báo mộng hai lần rồi, là bảo tôi rằng là gửi về thì là ăn cắp nó quăng xương của bà ấy đi rồi nó lấy cái hộp.
Thế là con cháu mới gọi về Việt Nam, thì là thân nhân ở Việt Nam đến, thì quả nhiên cái hộp bị mất rồi. Và xương bà ấy không biết đâu nữa. Xong rồi phải cầu siêu cho bà ấy. Đó là cái chuyện đó, nó có thật đã xảy ra. Có, nếu không có nữa thôi mình bắt đầu học. Mọi chuyện. Còn một cái chuyện rất là chuyện thật là một bà bạn kể cho tôi. Và một bà bạn kể cho tôi hồi tôi mới qua đây là có cái nhà đó nó mới, lúc đó có chưa có cái dịch vụ là gửi cho về Việt Nam. Thì nhà đó mới bỏ họ cho và nó mới bao ni lông. Rồi ta gửi về dần dần. Thì ở nhà tưởng nó là một một ngọt. Ủa? Chia nhau. Chia nhau mà sao bột ngọt mỹ kỳ quá, đây toàn những cái ngọt. Cũng cần thôi. Mình gửi cung mấy thư, nhưng mà cái thư nó đến trễ. Còn cái bột ngọt không đề tên vào, nó quan trọng quá. Lúc đó chưa có cái dịch vụ gì đó. Nên gửi lén thì bỏ vào thùng quà gửi. Nhưng mà cái thư nó đến sau, mà cái gói bột ngọt nó đến trước. Nên mình chia nhau ăn hết. Trời ơi, nó đến bột ngọt đó. Màu trắng, chắc nó cũng màu trắng. Nó như bột mì đó. Vậy là người chế không thích mắt gì đó. Không như vậy cũng tốt thôi. Có những bộ lạc ở rừng đó, người thân chết rồi họ thiêu rồi họ ăn cái đó. Đâu có tiêu đâu, ăn luôn. Rồi bây giờ câu hỏi của chị là sao? Thay gì hả? Là không có thắc mắc. Bây giờ mời chị Mai đọc cái đoạn thứ nhất của chú chân thầy. Rồi bây giờ tới bài học thì Mai xin đọc cái trang 13. Khi đi trên đường đạo, chúng ta cũng vẫn phải còn phải đóng cái vai trò của chúng ta ở ngoài đời. Nhưng khi chúng ta làm bổn phận đó cũng chỉ vì mục đích phục vụ đời sống chân thật bên trong mà thôi. Một diễn viên đóng vai trò trên sân khấu vì người ấy có một đời sống khác phải sống, một đời sống liên tục và kết hợp nhau. Có thể diễn viên đóng nhiều vai trò trong những lúc khác nhau, cũng giống như chúng ta đầu thai nhiều lần và khoác lấy nhiều thể xác khác nhau. Người diễn viên luôn luôn sống đời sống chân thật của con người và cũng đồng thời là một nghệ sĩ. Và chính vì đời sống chân thật này mà người nghệ sĩ cố gắng đóng vai trò thật xuất sắc trong đời sống tạm bợ trên sân khấu. Cũng tương tự như thế, chúng ta muốn có một đời sống tốt đẹp trong kiếp vật chất tạm thời ở thế gian. Chính vì sự thật vĩ đại bên trong mà đời sống hiện tại chỉ là một phần nhỏ. Hiểu điều đó rồi, chúng ta mới nhận thức được sự trọng yếu tương đối của đời sống bên ngoài. Giá trị duy nhất của nó đối với những chúng ta phải đóng vai trò cho thật hay, dù vai trò đó là gì đi nữa. Bản chất của vai trò cùng tất cả những gì xảy ra cho chúng ta trên sân khấu trần gian này đều không mấy quan trọng. Người diễn viên có thể đóng nhiều vai trò buồn thảm hoặc khó khăn giả tạo, nhưng những sự kiện này không ảnh hưởng đến con người thật của diễn viên. Vào mỗi đêm, người ấy có thể đóng vai bị giết trong một cuộc quyết đấu. Sự chết giả này có làm thiệt hại người diễn viên chăng? Điều quan hệ nhất mà người ấy bận tâm là đóng vai trò cho thật xuất sắc. Và Mai cũng xin tóm lược cái ý chính của đoạn này. Mặc dù mình biết cái cõi trần gian là tạm bợ, nhưng ta phải làm đầy đủ bổn phận của cá nhân đối với gia đình, tổ quốc. Rồi giáo lý thông thiên học cho ta biết, ngoài cái cõi vật chất còn có các cõi cao hơn, thanh nhẹ hơn, như là cõi trung giới, cõi thượng giới, vân vân. Những cõi càng cao thì càng gần gũi với chân ngã trường tồn. Nhưng chính tại cõi trần, chúng ta mới có dịp học hỏi, kinh nghiệm, phát huy để tiến hóa. Vậy khi sống với cõi trần, chúng ta phải sống trọn vẹn với cái vai trò trong mỗi kiếp sống của chúng ta. Giống như cuộc đời của một diễn viên sân khấu,
mỗi đêm ta đóng cái vai trò trong một vở tuồng, thì có lúc thì làm mẹ, có lúc làm chị, rồi lúc thì làm hoàng hậu, lúc thì làm nô tỳ, vân vân. Mà khi đóng những cái vai trò đó, ta phải đóng cho thật đúng, đúng rồi thật hay, diễn tả đúng tâm trạng của nhân vật. Nhưng ta luôn luôn biết rằng trong cái phần sâu kín trong ta là con người làm cụ chủ của tất cả những vai trò đó. Giống như chân ngã cho phần ngã xuống trần gian trong mỗi kiếp sống, chúng ta phải làm tròn và làm cho thật tốt bổn phận của ta trong mỗi hoàn cảnh. Và mai xin hết. Lớn quá hay. Chị phát động rất là hay. Đúng. Bây giờ có ý kiến nào về có ý kiến nào về cái động này? Động này có ví người ta giống như là người ta giống như là cái linh hồn, rồi mỗi mỗi đêm đó chúng ta đóng một vai trò nào giống như nghệ sĩ vậy đó, đóng vai trò nào đó thì làm mẹ, làm chị, làm nô tỳ, làm hoàng hậu gì đó không biết, nhưng mà cuối cùng hết đêm đó thì chúng ta trở lại với con người thật của chúng ta. Nó đúng, cũng như kiếp sống của chúng ta vậy. Mỗi kiếp sống mình có một cái vai trò nào đó, mình phải làm cho tròn. Sau đó mình trở về sống với cái chân thật của mình, cái chân ngã của mình. Bây giờ mình có ý kiến nào về điều này không? Cái điều này cũng nói cho mình biết một cái việc là mình đừng bao giờ nhìn bề ngoài của một người để mình đánh giá. Có thể là bề ngoài thì này đó, họ... họ phải sinh trong gia đình khổ sở hay là gì đó, họ sống cái cảnh đó, nhưng mà có thể là bên trong họ đã tiến hóa cũng khá rồi, nhưng mình không nên đánh giá bề ngoài. Nếu không có thì mời Duyên hả? Duyên đọc đoạn thứ hai đi. Em xin đọc đoạn kế. Cũng không khó mà nhận thức rằng thế giới bao quanh chúng ta là một thế giới giả tạo, do đó chúng ta hãy bình thản tiếp nhận tất cả những kinh nghiệm xảy đến. Tất cả mọi việc xảy đến cho con người là do nhân quả. Có những nguyên nhân phát sinh thuộc về những kiếp trước và hiện giờ không thể sửa đổi được. Vậy bận tâm với những biến cố đó thật vô ích. Chúng đến do kết quả của những hành động trong quá khứ, nên chúng ta phải nhận lãnh một cách kiên nhẫn. Nhiều người không làm như vậy được. Họ gánh chịu quả báo một cách rất đau khổ, buồn thảm và lo âu quá độ. Đối với người hiểu biết thì luôn luôn cố gắng nhận lãnh bài học do luật nhân quả mang đến, rồi xua đuổi nó ra khỏi cái trí, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng như con ong và đóa hoa theo cách nói của người Ấn Độ, cách trả quả của mỗi người tạo thành tính khí của người ấy trong tương lai. Chỉ có điều này mới là quan hệ mà thôi. Ta nên dùng quả báo để khai mở tính can đảm, kiên nhẫn và những đức tính khác nữa, rồi đuổi nó ra khỏi trí của chúng ta. Dạ, đoạn của em là nói về thái độ trả quả của một người đã đi trên đường đạo. Người đi trên đường đạo phải ý thức được rằng thế gian này là giả tạm. Mọi thành công, danh vọng hay là hưởng thụ cũng đến lúc kết thúc là cái chết. Cho nên chúng ta nên coi thế gian là một nơi để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để tiến hóa. Do đó thái độ nhận lãnh nhân quả của người học đạo cũng cần xác định là không nên buồn thảm lo âu hay là đau khổ quá độ, mà phải tiếp nhận nhân quả, cái quả đến của với mình một cách can đảm và kiên nhẫn, vì đó là những kết quả, đó là những hậu quả của hành động trước, của kiếp trước chúng ta. Và cũng cần nên biết là thái độ mà chúng ta nhận lãnh kết quả đó là tạo nên tính khí của chúng ta trong tương lai. Do đó chúng ta cần phải hung đúc những đức tính kiên nhẫn và can đảm và những đức tính khác nữa. Cảm ơn. Đúng rồi, cái đoạn này của Duyên đọc đó là nói về cách trả cái quả của mình. Mà cái quả của mình đâu có biết là hồi xưa mình làm cái gì đâu. Kiếp này thì mình biết, nhưng mà những kiếp trước đó, tại vì mình được làm người rồi đó, thì mình đã sống cả trăm kiếp trước rồi mới được làm người bây giờ.
cả trong cái trước mình làm người, những người giả man chẳng hạn, mình làm rất nhiều chuyện ác như này kia kia. Mình, tại vì do vô minh hồi nãy nói đó, mình không phân biệt được. Thành ra mình làm rất nhiều việc ác. Và bây giờ mình phải trả những cái quả đó, mà mình không biết là cái quả đó từ đâu đến. Bởi vì mình không nhớ được những cái trước. Vì vậy thái độ của mình là phải bằng lòng, an tịnh để trả cái quả, cái nghiệp quả đó. Dù là mình không biết, mình cũng phải trả rồi. Và mình tập cái tánh tình mình tốt hơn, mình làm gây những cái quả tốt hơn để cho những kiếp sau mình hưởng những cái quả tốt. À, quý vị nào có cái ý kiến nào khác không? À, bổ túc cho cái nhiêu. Anh thấy là đây cái đoạn này nói là mình trả quả đó để mình hay mở, đó là một cái bài học kinh nghiệm để mình còn tiến lên trên đường tinh thần, là mới giúp ích mình nhiều lắm. Mình trả quả là rồi để cho cái linh hồn mình học hỏi theo, tiến hóa thêm, chứ không phải là mình trả xong rồi là thôi đâu, mà là đó là một cái kinh nghiệm rất tốt. Chị Hạnh nói là trả quả cũng là mình nhận ra mình được những kinh nghiệm để mình học hỏi thêm. Như vậy thí dụ như có nhiều người trả quả, nhiều người bị đau khổ quá, tự nhiên bị cái quả đó đến, con chết hay là gì đó, rồi họ cứ than thở. Than thở là tại sao mà mình bị như vậy? Trời, bất công. Họ nói là sự bất công đối với họ. Như vậy là kinh nghiệm như thế nào? Nếu họ không nhớ là được, thí dụ như họ nhớ là họ kiếp trước họ đã giết người hay cái gì đó, hay là làm khổ cho ai đó, kiếp này họ bị khổ, thì cái kinh nghiệm đó họ mới là kinh nghiệm được. Ví dụ quả kiếp này đi, kiếp này mình không chịu học hành, mình mới tha làm biến lỏng chơi bời chẳng hạn, rồi mình thì rớt là đúng là cái quả mình học được là mình, tại vì mình không học hành, mình làm biến. Còn bây giờ cái quả tự nhiên mình bị xe đụng rồi bị chân bị què rồi, mình đâu có biết là tại sao mình bị vậy, thì như thế nào? Thì lúc mà mình bị tai nạn vậy đó, mình biết là không biết là ở đâu tới đó, thì khi mình bị mình đang đau khổ mình gì đó, thì cái thời gian đau khổ mình chịu đựng đó, thì nó bi quan trước, xong rồi sau đó một thời gian thể người ta nói là thời gian sẽ nó đi tới kết quả tốt. Thành ra thời gian đó xong rồi sau đó mình ý thức được cái đau đó, rồi mình sẽ cố gắng mình chống lại, mình làm gì, thì cái đó là cuối cùng mình mới ngộ ra là mình bị thương vậy, thành ra mình mới có cái khác là cái gì. Thì cái đó là ý nghĩa là bài học kinh nghiệm là vậy á, chứ không phải là mình khổ hoài đâu. Mình khổ trước rồi cái từ từ nó mới thời gian. Nhưng mà theo như cái tinh thần phân biệt mà anh Nhật nói đó, thì cái cách đánh giá của cái người mà học đạo đó khác với người đời. Người đời thì thấy rằng là ai mà bị nhiều tai họa, bệnh tật tai họa đó thì cho là cái người đó vô phước. Nhưng mà với một cái người mà học đạo đó thì nghĩ rằng người đó đang trang trải được một số nợ. Mà người đó đã trả được một số nợ nữa. Thì có nhiều khi trả nợ mà mình không biết mình làm nợ, mình gây cái mối nợ đó từ lúc nào. Thật ra mình cứ an tâm trả nợ. Còn chị Hạnh nói cái điểm rất đúng là nhiều khi mình gặp cái đó mình không biết là tại sao mình gặp, nhưng mà mình thông cảm được người khác. Ví dụ mình mất tiền của chẳng hạn, thì mình đau buồn, thì người khác khi mất tiền của gì đó thì mình thông cảm được cái nỗi đau buồn của họ, thì cái đó cũng tốt thôi. Cái đoạn của Duyên đọc đó, quan trọng là mình làm là mình trả quả. Cái quan trọng là mình cung cách mình trả quả, thì sẽ mình nhận trong cái kiếp sau là cái cách thành xử, cách trả quả của mình. Mình vui vẻ trả quả là cái khác. Nếu mình nhung nhằn, mình cằn nhằn, mình không an phận của mình mà mình chống lại với cái đó, thì sẽ kiếp sau kể như là mình chưa có trả quả cái đó được. Dạ, mình còn phải trả lời nữa. Nếu không thời kiếp, mời đại trang đọc cái đoạn kế tiếp. Dạ. Thật không phải dễ dàng làm được như thế, vì chung quanh chúng ta có ngàn người đều có cái bi kịch này là hệ trọng, và xem nó như là đời sống chân thật duy nhất. Những điều người khác nói và làm thường gây ảnh hưởng đối với chúng ta, và trên đường chúng ta đi có những chướng ngại hết sức nghiêm trọng mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Đó là áp lực liên tục không ngừng và vô cùng rộng lớn của dư luận quần chúng. Thật ra,
cũng dễ hiểu. Vì chỉ có một người biết chân lý sống giữa hàng triệu người vô minh. Người đời thường nghĩ rằng hãy tìm cách nhanh chóng làm giàu và lưu tâm đến dư luận quần chúng đối với chúng ta. Đó là điều cốt yếu của đời sống. Biết bao tư tưởng tuôn rải ra do ý nghĩ của những kẻ khao khát danh vọng trần gian, những kẻ hãnh diện vì được mời dự vào những tiệc tùng, những cuộc khiêu vũ, những kẻ tìm cách cầu cạnh để được thân cận viếng thăm hầu tước này, bá tước nọ. Trong những vấn đề tôn giáo, chúng ta cũng bị một biển cả của ảo tưởng bao vây. Vì những người có tấm lòng rộng mở thì quá ít so với đông đảo những kẻ hẹp hòi. Những ảo tưởng của xã hội cũng đầy dẫy. Phong tục thời cổ Hy Lạp và La Mã được xem như là một đoan chánh. Tuy nhiên, ký ức của thuở ấy vẫn còn trong trí nhớ của tôi, khiến tôi phải nói rằng tư tưởng của thời kỳ cổ điển đó ít nhơ bợn hơn những tư tưởng hiện tại của các nước Tây Phương. Trong đây con thấy cái câu mà chúng ta bị cả biển cả của ảo tưởng bao vây vì những người có tấm lòng rộng mở thì quá ít so với đông đảo những kẻ hẹp hòi. Rồi có một câu nữa con rất chú ý, đó là thật ra cũng dễ hiểu vì chỉ có một người biết chân lý sống giữa hàng triệu người vô minh. Thì trong đây con thấy là mình cũng rất là may mắn khi mà mình tìm tới được với lại Hội Thông Thiên Học để có thể học biết được cái minh triết thiên liêng một cách nhiều hơn, sâu hơn. Thì con thấy đây là cái điều may mắn cho mình, bởi vì cũng dễ hiểu thôi. Người ông bà mình có câu là rất là khó khăn khi giữa mà tu, giữa cái chốn mà chợ đời như thế này. Thì mình cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những cái dòng tư tưởng của những người chưa có may mắn hiểu đạo nhiều. Rồi của những người mà vẫn còn ham bê cái vật chất của thế gian nhiều lắm. Vì vậy làm sao mà để mà mình tránh được cái mà mình đỡ bị lôi cuốn vào những cái dòng tư tưởng đó, vào những cái từ trường mà họ đã phóng ra đó. Thì làm sao mà mình tránh né được, mà mình vẫn vững được giữa cái chốn động loạn mà mình vẫn có thể học được, tịnh được trong đó. Và mình hiểu được sâu sắc hơn, mình có ý chí nhiều hơn để vượt qua được thì... con nghĩ rằng cái con đường đạo mình đi nó cũng sẽ rút ngắn được hơn. Giọng đọc rất là hay. Dạ con rất là... ca sĩ đó nha. Tôi chưa nghe ca. Quý vị đâu có mời anh. Trong cái đoạn của Đại Trang đọc á thì lưu ý là cái vấn đề mà dư luận quần chúng. Thường thường tôi tiếp xúc với nhiều người thì họ cũng danh giá, họ cũng quan trọng vấn đề mà công việc làm, mà họ biết rằng công việc làm nó đúng, nhưng mà họ sợ dư luận quần chúng sẽ chê bai, sẽ gì thì ảnh hưởng dư luận quần chúng nhiều lắm. Thì đó là ảnh hưởng mà rất là đông. Ảnh hưởng trong thông học có nói rằng nếu mà mình làm công việc phải mà mình... quần chúng sẽ nói mình, chê bai mình, thì người trong đạo nên chọn con đường thứ nhất. Có nghĩa là mình cứ làm đó. Mình thử có những cái mà 100 người nói, 1000 người cho là đúng, điều đó chưa chắc là đã đúng. Bởi vì bây giờ thiếu như trong sách có nói rằng mình một trong những 1 triệu người đi, thì 1 triệu người đó nói chưa chắc đã đúng. Dù trước đây họ nói rằng mặt trời là quay chung quanh mặt trái đất, họ nói chứng minh đi, thì thật sự chưa chắc là đã điều đó là điều đúng. Họ nói trái đất là vuông ngày xưa như vậy thì chưa chắc đó là điều đó là điều đúng. Thành thử ra mình nên nhớ rằng mình có cái ý chí, có sự hiểu biết riêng của mình, đó là cái sự hiểu biết riêng, chứ đừng có ảnh hưởng tới cái ngoại cảnh cho những người khác. Cái câu của Đại Trang là vậy. Với em có bổ túc thêm đó là cái khoảng này đó, nó nói là mình nghĩ là để như là ở ngoài đời mình bị ảnh hưởng đến nỗi là con mình với tỷ một đứa trẻ mình cho đi vô chùa tu mà còn trẻ
thì người ta sẽ nói mình là tội nghiệp đứa đó quá. Nhỏ vậy mà bắt nó vô chùa tu đi đường đạo rồi. Còn trong lúc đó mấy đứa kia thì khuyên nó nên học những cái gì để có danh lợi ở ngoài đời thì lại nói là khôn, là ngoan. Thành ra em thấy là cái phân biệt nội đời sống á, mình phân biệt cái gì, cái ấy là mình cũng thấy rất là khó. Tại vì cái ảnh hưởng dư luận á, là nó theo cái như là chung là mình cũng bị ảnh hưởng theo. Rồi sau đó là mình mới phân biệt ra được. Dạ, ảnh hưởng nhiều lắm. Tại vì đa số bây giờ đó là chạy theo đồng tiền, gần như ai cũng vậy. Anh nói nãy tôi thí dụ mà ông Apple là ông Steve Jobs đó, ông thành công về tài chính. Đúng. Nhưng mà rốt cuộc là cái đó là quan điểm đa số của người đời bây giờ là cái đó là chưa chắc đã đúng. Cảm ơn anh nhiều. Dạ mời anh. Cái bài học phân biệt này học xong rồi tôi thấy xong à? tạm thời đi. Hay là coi như diễn giải xong rồi thì tôi thấy mình sống trên này mình phải phân biệt quá nhiều cái chuyện để phân biệt, mà có nhiều khi mình không biện nổi nữa. Ví dụ tôi qua các hệ phái gì tôn giáo chẳng hạn, hết phái này tới phái kia rồi tôi không biết cái phái nào đúng cái phái nào sai, phái này nói là phái này đúng, phái kia nói phái kia đúng. Nhưng mà trong Thông Thiên Học thì minh bạch, Minh Triết Thiên Liên thì minh bạch giải thích rõ ràng phải phân biệt thế nào theo cái ý nghĩa của cái cuốn Giới Chân Thầy đó. Thành ra mình hướng theo cái này để phân biệt thôi, chứ ngoài đời tôi không biện nổi, nhiều hệ phái quá, Công giáo cũng như Phật giáo nhiều hệ phái quá, tôi không biết chọn một cái nào cho nó đúng. Cái nào cũng nói là đúng, cái nào cũng nói là minh sư hết, thì chỗ nào là minh sư? Có một cái về phân biệt mình phân biệt đúng nhất á, mà không cần đọc sách vở không gì mình nghĩ phân biệt mà đúng á, là trái lại với người đời. Đúng rồi. Chứ như người đời nói tiền bạc là quan trọng thì mình nghĩ cái đó là mình còn phải hỏi lại có những cái quan trọng hơn tiền bạc về tinh thần. Tôi thí dụ như người em họ của nghệ sĩ Nam Lộc đi. Ông được Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ định cho một người để mà truyền thụ giáo lý cho con học trẻ thôi. Thì có những người nói trời uổng quá, đang học tốt nghiệp như này nọ, rất là tương lai mà vô tu chùa sao mà uổng vậy. Nhưng mà đối với những người hiểu biết đó là một cái duyên của thằng đó, là một con đường tốt của nó. Đó ít có người mà được Đức Lạt Ma mà kêu bằng trực tiếp một người mà chỉ vậy thì người đó là hãnh diện. Thì mình giữa sự phân biệt giữa một cái vật chất, đa số người đời họ chọn cái vật chất để tốt nghiệp một cái thạc sĩ cái danh vọng, còn một người mà chọn người cái tinh thần thì mình nên chọn ngược lại với được người đời là đúng hơn. Trường hợp cháu Nam Lộc là hiếm quá rồi, bao nhiêu không, đứa nó thí dụ gì thôi. Thì mình thấy đứa trẻ đó nó phát triển quá về tâm linh quá tốt rồi, mà được bên Tây Tạng mà chọn như vậy là rất là quý. Nhưng mà những điều khác người ta nói uổng sao. Xin mời chị Năm, chị có chuyện gì kể ra cho tất cả nghe. Bây giờ đâu có câu chuyện gì. Cái chị kể hấp dẫn lắm mà. Bây giờ đâu có kể hồi nào. Kể chị. Vậy không được. Nhưng mà tôi có cái câu này. Dạ, chị nghĩ nó. Nếu mà cậu hỏi thì tôi xin thưa. Dạ. Là bởi vì hồi đó đó ba tôi đó, quê tôi đó là ở Châu Đốc ở miền Tây. Yeah. Mỗi năm đó thì ba tôi đi để giúp mấy ông lớn tuổi đó ở trong tỉnh đó. Yeah. Nghĩa là cái tháng 7 đó, tháng 7 là cái tháng rằm giữa năm đó. Đi là với mấy ông đó đi cầu cơ, gọi là đi cầu cơ. Đi lên không biết núi nào đó, miệt trong bảy núi đó. Thì một ông đó, ổng có cái tâm sự gì đó, ổng thưa gửi hay cái gì đó, không biết, ổng mới thưa lại với một vị đó, mà một vị đó tu hành lâu năm ở trên núi lắm, mà người ta tin tưởng ông lắm. Thì ra hỏi vậy chứ, cái câu chuyện của tôi vậy, mà bây giờ làm sao? Nhưng mà có một cái này đặc biệt đó là tôi muốn nói đó, là khi mà mình muốn thưa một cái gì đó, là không có nói ra những cái ý tưởng của mình hỏi ông ấy ha, nhưng mà không có nói ra, rồi ông mới viết xuống trả lời.
ngộ vậy. Thì ông cho một cái bốn cái câu thơ, mà bốn cái câu thơ đó tôi cho là một cái sự mà để mà mình kinh nghiệm ở đời đó. Bốn câu thơ đó là chữ nhẫn. Nhẫn là nhẫn phải không? Là bốn câu thơ như thế này: nhẫn đều vinh nhục tấm thân yên, nhẫn sự chua cay tránh sự phiền, nhẫn kẻ tiểu nhân quân tử trí, nhịn mầm nhục vọng đắc thần tiên. Cảm ơn chị. Dạ. Bốn câu thơ hay quá. Sau bây giờ mình tiếp tục câu nào của mình cũng được. Sau giờ mời lên quê đọc cái vụ cuối. Chúng ta là những người viết chút ít hơn kẻ khác về tình, về trạng thái bên trong của sự vật. Chúng ta phải đứng trên phương diện chân lý và tự nhủ: không, không phải như thế, tất cả những điều đó đều không thật. Và chúng ta cầu nguyện xin được dắt từ cõi giả đến cõi chân. Điều chân thật là sự sống ẩn tàng, đời sống trường cửu, trong Kinh Thánh gọi là đời sống ẩn khuất với Đấng Christ trong lòng Đức Chúa Trời. Thật cũng không dễ dàng mà có sự nhận thức thường xuyên rằng ngoại giới chỉ là thứ yếu, không quan trọng, nhưng đó là điều đáng cho chúng ta thực hành. Một trong các đức thầy của chúng ta có nói, người nào muốn theo chúng ta phải rìa bỏ thế giới của họ để sang qua thế giới của chúng ta. Điều đó không có nghĩa là phải bỏ đời sống thường nhật ở thế gian để sống đời sống ẩn dật của người tu sĩ, nhưng nó hàm ý rằng phải hoàn thành mọi bổn phận của chúng ta một cách nhiệt thành hơn trước trong vở kịch kỳ lạ của đời sống. Nhưng người chí nguyện cần phải từ bỏ tư cách tầm thường để tập lấy tư cách của Đức Thầy. Cái chúng ta phải phân biệt được cái như anh Nhật hồi nãy có nói đó, thì là phải phân biệt được cái giả và cái chân, cái phải phân biệt được. Thành ra chúng ta phân biệt được là cái thể xác của chúng ta, thể vía của chúng ta, thể hạ trí của chúng ta, cái đó là cái giả. Còn cái chân thần bên trong của chúng ta mới cái chân, và cái chân đó là chủ nhân ông để mà điều khiển cái giả vừa nói. Nhưng khi cái giả mà được thanh lập để nó khế hợp với lại cái chân thì lúc đó chúng ta mới được thăng hoa lên. Còn nếu mà cái giả mà chưa được cái điều chỉnh để cho nó càng ngày càng trong sạch thì nó sẽ không có được tốt. Như hồi nãy cái hình mà tam giác thượng và tam giác hạ anh Hiệp có đưa lên trên hình đó, thì chúng ta thấy rằng cõi Niết Bàn với cái cõi Hồng Trần á, là nó là một cái phản ảnh của cõi Niết Bàn. Cõi Hồng Trần là phản ảnh của cõi Niết Bàn. Nếu chúng ta bớt tham sân si dần dần, bớt dứt mắt vào cõi Trần, thì cái cõi Hồng Trần này nó sẽ khế hợp với cõi Niết Bàn. Và cái ảnh, cái hình thứ nhì, cái cảnh thứ nhì đó là cõi Cảm Dục, thì liên hệ với cõi Bồ Đề. Nếu tâm từ chúng ta được càng ngày càng mở rộng, sự ích kỷ tham dục chúng ta càng ngày càng bớt, thì hai cái đó khế hợp lại là chúng ta được thăng hoa. Và còn cái phần thứ ba là hạ trí và thượng trí cũng vậy. Nếu cái hạ trí chúng ta đừng bị cái cảm dục mà nó lôi cuốn nữa, mà nó hướng về hạ trí, thượng trí, thì tất cả đều tốt. Thành ra do đó cái thể xác rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải biết nó là giả chứ không phải chân, và nó là phải được cái chủ nhân đó cho lo cho nó. Nhưng mà cái chủ nhân nó phải biết lo cho nó chứ, mà bắt buộc nó làm việc nhiều quá hay để cho nó lười biếng quá cũng không được. Dạ, xin đáp. Vì có ai bổ túc cho cái đoạn này, ý của đoạn này? Thì trong cái ý này là nói về thể xác á, thì trong sách có nói là cái thể xác mình nếu mà mình quý á, giống như một con ngựa đấy, thì mình phải
dùng nó để cởi nó, mình điều khiển nó. Nhưng mà trước hết á, mình phải cho ăn đầy đủ, phải nghĩa là mình nuôi dưỡng cho nó khỏe mạnh mình mới cởi được. Cái là thân xác mình phải thanh lọc bằng những cái thức ăn tốt đẹp, thuần tí, giống như mình nuôi một con ngựa, phải có sức khỏe mới được. Đó là cái mình phải thể xác. Mời chị Vân. Dạ, nhưng mà tôi tiếp theo cái ý của anh Dịch. Nên là trong sách thì nói rằng là mình không có nên chú trọng quá đáng cái thể xác, vì nó chỉ là con ngựa để mình cưỡi thôi, nó chỉ là một cái dụng cụ cho mình dùng ở cõi trần thôi. Nhưng mà trong ánh sáng trên đường đạo đó, thì có nói là mỗi kiếp mình có một thể xác khác nhau, mà không sẽ không có kiếp nào mà mình có làm cái thể xác giống như kiếp này. Nó là một gia tài, một mái nhà mình có thể có được, nhưng mà không bao giờ có lại được cái thể xác của kiếp này. Cho nên mình phải quý trọng nó và mình phải giữ gìn nó cho trong sạch, cho khỏe mạnh. Chứ không phải là vì là nó không có đáng kể với các thể khác mà mình bỏ bê nó. Bởi vì nếu không có thể xác lành mạnh, trong sạch và khỏe mạnh thì mình sẽ không thể nào tiếp tục con đường đạo được. Nếu không còn có ý kiến được hả? À, để tiếp lời với chị Vân đó thì chị Vân nói rất đúng. Nhưng mà ở trong dưới chân thầy cũng dặn rằng là mình đừng có chú trọng thể xác quá đến nỗi mình không dám xài nó, tức là mình chỉ nghỉ ngơi suốt ngày mình sợ nó chết. Đôi khi mình cần phải chết để nếu mà mình để làm một cái việc cao quý thì mình sẵn sàng hy sinh cái thể xác. Nếu không còn ý kiến nữa mình làm lễ bế mạc. Xin quý vị yên lặng để mình làm lễ bế mạc. Lời nguyện cầu kết thúc buổi họp. Hỡi ác man, chân linh cao cả, toàn năng, toàn thiện, vô sở bất tải. Ngài là con là Ngài. Ngài như thế nào, con như thế ấy. Nguyện cầu lý tưởng này luôn soi sáng cho tất cả chúng ta, và tinh thần huynh đệ thực sự luôn sống mãi với chúng ta. Nguyện cầu ân huệ từ các đấng chân sư trọn lành, ban giải cho tất cả chúng sinh, hầu trợ giúp chúng sinh vững mạnh trên đường tiến hóa. Chúng con chân thành cảm tạ ơn trên đã trợ giúp chúng con sáng suốt để cùng nhau học hỏi trong buổi học này. Nguyện cầu vạn vật thái bình.